Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 143. Có trăng sáng bao phủ, muôn đời trường tồn. Dị tượng của một kiếm cuối cùng trong Trảm Thiên Tam kiếm tỏa ra, Lâm Nhất cầm kiếm hướng về phía trước, thân kiếm phát ra tiếng ngân, kiếm âm sắc bén xuyên thấu vòm trời, gào thét vang vọng chín tầng mây. Đó là một loại ý chí thông thiên, phương hoa cái thế, muốn trời xanh cũng phải thuần phục. Nhìn thấy dị tượng như thế, trong mắt Giới Tử Hoàng đồ lóe lên tia hoảng sợ, từ sâu trong lòng hắn ta dấy lên cảm giác hốt hoảng trước nay chưa từng có. Trước đó, hắn ta vô cùng kiêu ngạo, có khí phách, lại tao nhã, trong phần đông giới tử, hắn ta là người đầu tiên quát Lâm Nhất, bày ra vẻ cao cao tại thượng, thẩm phán hết thảy. Hiện tại, Lâm Nhất tựa như một vị thần, cầm kiếm mà đến, nhìn hắn ta như đang nhìn con sâu cái kiến. Trong lòng hắn ta chợt trào dâng cảm giác tuyệt vọng, không còn một chút kiêu ngạo nào nữa, mà thay vào đó là vẻ bối rối khó tả. Kiếm uy bực này mang đến cho hắn ta áp lực quá lớn, hắn ta có thể cảm giác được thánh linh của mình chống đỡ không nổi. Lâm Nhất, dừng tay. Phía sau, sắc mặt đám người đế vũ thay đổi, nếu để Lâm Nhất giết Giới Tử Hoàng đồ thật thì chẳng khác nào bọn họ sẽ biến thành trò cười. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Từ khi Lâm Nhất xoay người ra tay, đến Hoàng đồ bị hắn giơ tay tát bay, sau đó Lâm Nhất thi triển một kiếm Nhật Nguyệt Đồng Huy. Nói thì dài, nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây. Trong khoảng thời gian đó, một Giới Tử Hoàng đồ ngông cuồng tự đại vậy mà đã rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhanh quá, quả thật quá nhanh. Sắc mặt của đám người đế vũ đều hết sức khó coi, ngoài đế vũ ra thì ai cũng gọi thánh linh ra. Năm thánh linh bay lên cao, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Ầm ầm. Cảnh tượng ấy quả thật cực kỳ khủng bố, năm loại thánh linh khác nhau đều tỏa ra khí thế sắc bén kinh người, bầu trời tràn ngập đủ loại dị tượng. Võ học thánh linh bình thường rất hiếm thấy, giờ lại xuất hiện, nhưng vừa xuất hiện đã lần lượt bị đánh tan khiến người ta không khỏi mở rộng tầm mắt và cảm thấy hết sức khó tin. Giờ đã đến trận chiến cuối cùng nên mọi người cũng không tính giấu giếm thực lực nữa. Trước mắt, Lâm Nhất đẩy Hoàng đồ vào đường cùng đã khiến các giới tử khác cảm thấy vô cùng áp lực, bèn cố gắng dùng hết huyết khí cả người để điều khiển thánh linh. Bọn họ bay lên khỏi mặt nước, đứng lơ lửng giữa không trung, 10 ngón tay nhanh chóng kết ấn truyền hết luồng hào quang này đến luồng hào quang khác vào các thánh linh. Theo họ ngày càng áp sát và uy áp của các thánh linh đạt tới một trình độ khủng bố, dị tượng sinh ra do chiêu Nhật Nguyệt Đồng Huy của Lâm Nhất cũng xuất hiện nhiều cái khe. Kiếm ý mạnh thật. Đám đế vũ cau mày, Lâm Nhất đưa lưng về phía họ, rõ ràng ở rất gần. Thế nhưng, kiếm ý bao phủ xung quanh hắn lại phảng phất như một ngọn núi cao. Năm thánh linh đồng loạt được họ gọi ra cũng chẳng thể phá hủy tấm khiên ấy ngay. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc và khó tin. Giới tử thần U bị chặt đứt cánh tay ở đằng xa thấy cảnh đó thì ánh mắt không khỏi lập lòe. Đám người kia chẳng mấy thân thiết gì với chúng ta, vậy mà lại ra mặt bênh chúng ta, quả thật bất ngờ. Giới tử Huyền Long lê cơ thể rách nát của mình đi đến bên cạnh thần U, khẽ nói. Thần U hừ lạnh nói, bênh chúng ta, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, nếu muốn bênh chúng ta thật thì khi ta bị tát nên ra tay mới đúng. Hừ, Lâm Nhất kia quá yêu nghiệt, cây cao thì gió càng lay, họ chẳng qua chỉ là muốn tìm một cái cớ để chèn ép hắn thôi. Một chiếc lá thần mất ngàn năm mới ra và 9.000 năm để nở hoa, phần thưởng của vị trí đứng đầu chính là một thánh quả 9 lá đó. Sao họ có thể ngồi yên nhìn Lâm Nhất lấy được? Thần U, tay ngươi nè. Thiên Càn đi đến, cầm theo một cánh tay, đó chính là cánh tay bị chém đứt của thần U. Giới tử thần U biến sắc, ánh mắt như muốn phun lửa. Hắn ta đông băng cánh tay lại rồi nặng nề nói, thằng khốn kia ra tay tàn nhẫn thật, chỉ có thể đến Côn Luân rồi nghĩ cách khác thôi. Hừ, một đám khốn nạn, đều chẳng phải loại tốt lành gì. Hai người lại đây, ta nói cho hai người một chuyện. Hai người dán lỗ tai tới, nghe thần U nói xong thì lập tức thay đổi sắc mặt. Huyền Long nhỏ giọng hỏi, chẳng phải dưới đáy hồ còn có cấm chế hả? Ha ha, lẽ nào cấm chế thì không thể phá à? Lâm Nhất chắc chắn phải chết, nhưng ai là người cười đến cuối cùng thì chưa biết được đâu. Ánh mắt thần U lạnh lẽo, lợi dụng lúc mọi người đang dồn sự chú ý vào Lâm Nhất và Hoàng Đồ bèn lén lút lẻn xuống dưới đáy hồ với Huyền Long và Thiên Càn. Tại Thánh Tuyền Linh Trì. Nhật Nguyệt bay lên cao, Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa nhanh chóng áp sát. Lâm Nhất, sao ngươi cứ phải chấp nhặt với chúng ta làm gì? Nếu ngươi bổ một kiếm ấy xuống,
kiếm thế chắc chắn sẽ vơi đi hơn nửa. Năm thánh linh hoàn toàn có thể lập tức giết chết ngươi, vậy thì không đáng, ánh mắt Hoàng Đồ lập lòe toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn ta cố nén nỗi sợ hãi, không ngừng rót huyết khí vào vương tọa sau lưng, nhưng cơ thể lại không kiềm được mà run bần bật. Kiếm ý kia quá khủng bố. Lâm Nhất, nếu ngươi khoanh tay chịu trói thì chúng ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Đám giới tử đằng sau điều khiển thánh linh liên tục tấn công, vừa đánh vừa quát, muốn Lâm Nhất dừng lại. Lâm Nhất, ngươi cũng nghe rồi đó, thả ta đi. Chúng ta không muốn là địch với ngươi, ngươi tha cho giới tử thần U, từ bỏ cạnh tranh trong trận chiến cuối cùng này thì sẽ chẳng ai kiếm chuyện với ngươi nữa. Trong mắt Hoàng Đồ chợt không còn sợ hãi như trước, vẻ mặt cũng trở nên tự tin và kiêu ngạo. Năm thánh linh cùng xông lên khiến hắn ta tự tin hơn rất nhiều, dè dặt nói chuyện, đáy mắt toát ra vẻ gian xảo. Trong lòng Hoàng Đồ tràn ngập sát khí, hoàn toàn không nhịn nổi nỗi nhục mà Lâm Nhất đã gây ra cho mình ban nãy. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, hắn ta thề chắc chắn sẽ khiến đối phương phải hối hận. Một con kiến dưới hạ giới mà dám kiêu ngạo như vậy. Không gian lập tức trở nên im lặng. Tất cả mọi người trên thánh tuyển linh chỉ đều căng thẳng không dám nói gì. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất chờ hắn đưa ra quyết định. Tình hình của hắn đang rất tệ, đằng sau là sáu đại giới tử đang liên tục áp sát, phía trước lại phải đối đầu với Hoàng Đồ. Hắn làm được đến mức này đã rất giỏi rồi, nếu giờ dừng lại cũng coi như tỏa sáng, đủ để khiến các tông môn siêu cấp phải kính nể. Ngươi nghĩ gì vậy, đến giờ mà vẫn muốn tỏ ra thân thiện với ta ư? Không phải là ngươi muốn kiếm chuyện với ta, mà là ta. Ta muốn ngươi chết. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là Lâm Nhất lại chẳng có chút do dự nào, vẫn bước tiếp về phía trước. Hai vầng mặt trăng và mặt trời lơ lửng trên không toát ra khí thế bá đạo, còn mãi với muôn đời, kiếm ý thiên nhân hợp nhất cuồn cuộn điên cuồng gia tăng theo mỗi bước chân của hắn. Hoàng Đồ kia khiêu khích, chọc ngoáy, đã xéo hắn hết lần này đến lần khác, xét đến cùng, hắn ta còn khốn nạn hơn cả thần U. Thần U là chơi xấu ngay mặt, còn hắn ta lại lén lút đâm sau lưng. Đến giờ còn giả vờ vô tội và lên giọng dậy đời. Muốn ta từ bỏ? Dựa vào cái gì chứ? Ngươi tính thứ gì? Kiếm đang rít gào. Kiếm đang gầm thét. Kiếm đang kêu gào. Trong lòng Lâm Nhất đang nghẹn một cục tức, không xả không được. Kẻ tập kiếm không kiêu, không nóng, không sợ, không e dè. Nhưng họ cũng có giới hạn chịu đựng của mình, kẻ dồn mình vào đường cùng chắc chắn phải chết, giết người cũng sẽ không bao giờ hối hận. Hoàng Đồ ăn nói khép nép, còn định khuyên giải an ủi Lâm Nhất, thấy kiếm ý trên người hắn vẫn điên cuồng tăng lên thì vẻ mặt thoáng chốc trở nên âm u. Tên này đúng là chẳng nể nang gì, rõ ràng tình huống của bản thân cũng đang hết sức gay gâu, còn muốn dồn mình vào chỗ chết. Ngươi đừng có mơ mà giết ta, muốn chết thì cũng là ngươi chết trước. Giới tử Hoàng Đồ hét lên, lúc này hắn ta đã hoàn toàn điên cuồng, bản thân đang trong tình thế xấu vậy mà lại ra tay trước, dùng công để thủ. Đây cũng là một cơ hội, nếu hắn ta có thể đánh nát kiếm thế của đối phương, dù có bị thương nặng thì vẫn có thể tạo ra một cơ hội rất lớn cho những giới tử khác. Ai sống ai chết còn chưa biết đâu. Hoàng Đồ cười gằn, tóc dài bay múa, lắc mình bay thẳng về phía Lâm Nhất. Độc bá thiên hạ. Hắn ta đánh ra một chưởng, ngai vàng sau lưng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một bóng người đầu đội vương miện hạ xuống từ trên không. Ngay khi bóng người đó ngồi lên ngai vàng, người nọ phảng phất như một vị vua thống trị bốn phương. Trên người Hoàng Đồ quấn quanh chín con rồng màu vàng, sau khi tung ra một chưởng, cả thế giới như quỳ rạp dưới chân hắn ta. Suy cho cùng, hắn ta cũng là giới tử của một phương, một kích mạnh nhất khi bị dồn vào đường cùng quả thật khiến mọi người phải mở mang tầm mắt và thốt lên đầy kinh ngạc. Trên cây thanh tiêu, hoa diên vĩ nở rộ. Ta có một kiếm, nhật nguyệt đồng huy. Kiếm trong tay Lâm Nhất ngân vang tận trời. Trong lòng hắn nghẹn một cục tức. Một kiếm nhật nguyệt đồng huy, phát ra sự sắc bén, lòng quyết tâm bền vững và khí thế duy ngã độc tôn đầy bá đạo. Mọi người hoảng sợ, ánh mắt của họ đều bị một kiếm kia dọa ngơ ngác. Kiếm quang trên người Lâm Nhất bùng nổ, mỗi một ngọn tóc đều tỏa ra ánh sáng ngọc ngà bay múa trong cơn gió. Rắc! Chỉ thoáng chốc, chín con rồng màu vàng quấn quanh trên người Hoàng Đồ đã bị đánh nát. Ngay sau đó, thánh linh ngai vàng cũng sụp. Bóng đế vương phát ra một tiếng hét thảm thiết. Rắc, 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 rắc. Kiếm thế khủng bố bẻ gãy nghiền nát mọi thứ cùng với sự bá đạo ấy của Lâm Nhất quả thật trước giờ chưa từng có. Khoảnh khắc thánh linh bị bổ nát, đạo giáp trên người Hoàng Đồ cũng vỡ vụn.
Táng hoa như một ngôi sao chiếu sáng cả vùng trời, thoáng chốc đâm vào ngực của đối phương. Phụt! Giới tử hoàng đồ phun ra một ngụm máu tươi, dùng hết mọi thủ đoạn khiến kiếm táng hoa lệch khỏi ngực 20 cm. Hắn ta đã thua thảm hại trước một kiếm ấy, đây hoàn toàn là áp đảo từ một phía, chứ không ngang nhau như những gì hoàng đồ đã nghĩ. Vẻ mặt hắn ta dữ tợn, trong mắt lộ ra sự điên cuồng, trực tiếp giơ tay nắm lấy mũi kiếm táng hoa. Hoàng đồ mặc kệ máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay, thở dồn dập, nặng nề nói, Lâm Nhất, thả ta đi. Giờ ngươi thu tay lại còn kịp, không thì ngươi chắc chắn sẽ không thể tránh thoát được một kích đến từ thánh linh của năm đại giới tử. Giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Lâm Nhất cau mày nhìn máu tươi chảy xuôi trên thân kiếm, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Hoàng đồ thấy thế lập tức vui vẻ, ngươi do dự hả, không có gì phải do dự cả. Thả ta đi, cũng cho mình một con đường sống, ta đảm bảo. Nhưng hắn ta còn chưa nói xong, Lâm Nhất đã rót chân nguyên vào thân kiếm, đánh văng tay đối phương ra, kiếm quang lóe lên, nhanh như chớp đâm tới. Ngay khi ánh kiếm lóe lên, trên cổ hoàng đồ lập tức phun ra máu tươi, mắt thường có thể thấy được sức sống của hắn ta đang khô kiệt. Hoàng đồ giơ tay che miệng vết thương trên cổ, nhưng chẳng ích gì. Hắn ta hoàn toàn không thể hiểu nổi nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất với ánh mắt hoang mang và không cam. Tại sao? Rõ ràng ngươi đã do dự. Ta không do dự, chỉ là tay ngươi làm bẩn kiếm của ta. Lâm Nhất lạnh nhạt nói. Ngươi! Giới tử hoàng đồ tức giận trợn to hai mắt, thở hồn hề, bàn tay che cổ siết chặt thành quyền đấm thẳng về phía Lâm Nhất. Nhưng hắn ta mới bước lên một bước, kiếm quang trên cổ đã nổ tung, cả người lập tức bay ra ngoài. Bịch, cơ thể không đầu mềm nhũn ngã xuống hồ, nước bắn tung tóe. Từ nay về sau, trên đời này không còn giới tử hoàng đồ nữa. Không gian chợt yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn cảnh tượng ấy, hoàng đồ quả thật đã chết. Trong lòng nhiều người bỗng xuất hiện một suy nghĩ, hóa ra giới tử cũng sẽ chết, dù là giới tử sau khi chết cũng chỉ gây ra chút gợn sóng mà thôi. Trên con đường thông thiên này, 10 phương giới tử đều kiêu ngạo vô cùng, họ có địa vị cao cả, được gọi là cấm kỵ. Bọn họ tương đương với thần, không thể đắc tội, trêu chọc hay chiến thắng trong cuộc tranh tài vạn giới này được. Chẳng ai ngờ có một ngày giới tử sẽ chết, và lại còn chết thê thảm như vậy. Giác, quả thật như lời giới tử hoàng đồ, sau khi Lâm Nhất đâm ra một kiếm đó thì dị tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy cũng vỡ vụn. Lực cản của năm đại giới tử đằng sau lập tức giảm bớt, năm thánh linh khủng bố đánh nát tấm khiên bằng kiếm ý, tiếng kiếm gãy vang vọng bầu trời. Năm thánh linh xé rách hư không xông về phía Lâm Nhất, vẻ mặt của những giới tử kia cũng trở nên lạnh lẽo như băng. Chỉ thoáng chốc, năm thánh linh đã xuyên thủng hư không xông đến trước mặt Lâm Nhất. Nhanh thật, nhanh đến nỗi Lâm Nhất không kịp gọi thánh linh và chém ra một kiếm. Lúc này, kiếm ý của hắn đã bị năm thánh linh áp chế. Thánh linh suy cho cùng cũng là thánh linh, dù bình thường gặp phải năm thánh linh đánh tới thì cũng chẳng có yêu nghiệt nào trên con đường thông thiên có thể đỡ được. Thánh giáp thương long. Lâm Nhất bay lên không, thoáng chốc thi triển thánh giáp thương long, thần quang trong bảo cốt thương long lập tức tỏa sáng. Một tấm long giáp trông vô cùng sống động xuất hiện, 18 luồng long văn màu vàng đen phía trên chợt hóa thành vô số long ảnh. Năm thánh linh xông đến lập tức đâm nát 18 long ảnh, xé rách long giáp. Sau đó, chúng nghiền nát kiếm uy thương long trên người Lâm Nhất, lại đánh nát chân nguyên bảo vệ của hắn, tiếng nổ ầm ầm chấn động đất trời không ngừng vang lên, dị tượng khủng bố như muốn xé rách hư không. Thật đáng sợ. Không có lời nói có thể miêu tả được cảnh tượng chấn động ấy, năm thánh linh đồng loạt tấn công khiến cả thánh tuyển linh trì cũng rung lắc kịch liệt. Sóng xung kích nhẹ nhàng đảo qua khiến nhiều người không kịp chuẩn bị bị đánh hộc máu bay ra ngoài. Kết thúc rồi ư? Mọi người ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt, ngay khi Lâm Nhất nói lấy một địch bảy thì thực ra họ đã đoán trước được cảnh này rồi. Hắn rất mạnh, có thể đè bẹp hoàng đồ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ có một mình. Bù! Ánh sáng tan đi, Lâm Nhất cả người chồng chất vết thương chậm rãi rơi xuống như một con diều đứt dây. Kiếm trong tay hắn cũng không biết ở đâu. Trông cực kỳ thảm thiết. Vẫn chưa chết luôn. Năm đại giới tử sử dụng chiêu mạnh nhất của mình thấy vậy thì trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ thở hổn hển, mặt mày trắng bệch. Theo lý thuyết thì Lâm Nhất chắc chắn sẽ chết mất xác dưới một kích ấy mới đúng. Không ngờ, hắn vẫn chưa chết, điều này khá là bất ngờ. Không gian vang lên một tiếng gầm đầy lạnh lẽo, đế vũ chợt bay lên,
hai mắt không chút tình cảm. Hắn ta lắc mình bay đến trên đầu Lâm Nhất, kiêu ngạo rũ mắt nhìn hắn. Lâm công tử, để ta đưa ngươi một đoạn đường. Đế Vũ vươn tay, năm ngón tay hóa thành chảo, đầu ngón tay lóe lên vẻ sắc bén. Hắn ta chợt biến mất, chỉ thoáng chốc đã đến trước mặt Lâm Nhất, vươn tay chộp một cái. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, động tác ấy quá nhanh khiến người ta không thấy nổi bàn tay hắn ta. Đợi đến khi nhìn thấy, một đoạn xương cốt lập lòe ánh sáng phong lôi, khắc thần văn đã nằm trong tay hắn ta. Bảo cốt thương long của Lâm Nhất thế mà bị Đế Vũ trực tiếp đào ra. Mọi người hít ngược một hơi, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, cả người run rẩy. Bảo cốt đầm đìa máu tươi lôi cuốn long uy hùng hậu, ánh chớp chói lóa, mỗi một tấc không gian trên vòng trời đều bị luồng sáng này chiếu rọi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bảo cốt thương long. Chưa một ai từng nhìn thấy bảo cốt thương long, nhưng khoảnh khắc thấy bảo cốt trong tay giới tử Đế Vũ, chỉ liếc mắt thôi bọn họ đã có thể khẳng định đó chính là bảo cốt thương long. Bởi lẽ, ngoại trừ bảo cốt thương long, sẽ không có bảo cốt nào khác có thể triển lộ duệ khí bực này. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người. Đế Vũ, vị giới tử tràn đầy vẻ thần bí, luôn mang đến cảm giác tồn tại cực thấp, nhưng hễ là người có một chút lý giải đối với giới tử mười phương thì không một ai dám xem nhẹ hắn ta. Hắn ta đã từng lấy một địch ba, dùng sức một người mạnh mẽ đoạt lấy quả thần huyết từ tay tam đại giới tử. Hắn ta rất ít khi ra tay, nhưng một khi đã ra tay thì chắc chắn kinh thiên động địa, tuyệt đối không thất thủ. Ví dụ như hiện tại, Lâm Nhất chiến luân phiên với rất nhiều giới tử, bày ra phong thái vô địch, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị hắn ta cướp đi bảo cốt thương long. Tuy nói Lâm Nhất cùng lúc bị 5 vị giới tử công kích, đã bị thương nặng, hơn nữa, luân phiên giao chiến cùng các giới tử trước đó cũng đã bị tiêu hao không ít, nhưng chỉ trong một nhịp thở đã đoạt lấy bảo cốt thương long trên người Lâm Nhất thì... quả thật khiến mọi người hoảng sợ và không thể tưởng tượng nổi. Nghe đồn bảo cốt thương long và Lâm Nhất đã sớm hòa hợp làm một thể, không dễ dàng lấy được. Lại nói, cấm chế của riêng bảo cốt cũng đủ mạnh để khiến nhiều người phải sinh lòng kiêng kỵ. Bảo cốt không dễ dàng lấy như thế, dù Lâm Nhất chỉ còn một hơi thì ắt cũng có khả năng phản công. Nhưng hắn ta lại đoạt được bảo cốt chỉ trong một khoảnh khắc, chắc chắn, khi đó hắn ta đã khống chế được Lâm Nhất, không chỉ khiến hắn không thể động đậy. Thậm chí ngay cả chân nguyên và kiếm ý cũng bị giam cầm, hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Nghĩ kỹ thì, thực lực của người này quả thật rất đáng sợ. Việc này, sao có thể chứ? Trong đám người, kinh hãi nhất là mấy người La Trấn. Cả đám trợn tròn mắt, lộ vẻ không cách nào tin nổi. Ngày đó, trước bảo điện thương long, bọn họ đã tận mắt chứng kiến cảnh ma linh không ai bì nổi kia muốn cướp đi bảo cốt. Nhưng ngay cả ma linh mạnh mẽ như vậy mà cũng không cướp được thì rốt cuộc Đế Vũ đã làm cách nào? Mấy người cảm thấy rất cơ khó hiểu, nhưng tất cả mọi chuyện vừa phát sinh với tốc độ ánh sáng, gần như không ai thấy rõ được động tác của Đế Vũ. Thậm chí ngay cả việc hắn ta xuất hiện trước mặt Lâm Nhất khi nào cũng không ai thấy, đến khi nhìn rõ thì bảo cốt của Lâm Nhất đã bị lấy đi mất rồi. Bất kể như thế nào, bảo cốt vô thượng có lực hấp dẫn chí mạng. Khiến tam đại giới tử đồng loạt ra tay giờ đã rơi vào tay giới tử Đế Vũ, một người mà không ai ngờ đến. Ánh mắt năm giới tử còn lại lóe lên từng tia khác thường, bọn họ nhìn Đế Vũ với vẻ mặt có chút phức tạp. Lâm Nhất bị thương là do bọn họ liên thủ công kích, nhưng thành quả lại bị Đế Vũ cướp mất, đổi lại là ai thì cũng đều không thoải mái. Tuy nhiên, hiện tại bọn họ đã tiêu hao rất nhiều, cũng không còn sức để tranh với Đế Vũ. Lùi một bước mà nói thì dù có ở trạng thái đỉnh cao, mấy người họ cũng chưa chắc có thể tranh phong cùng Đế Vũ. Trong giới tử mười phương, hắn ta là kẻ thần bí nhất, khiến mọi người kiêng kỵ, luôn có một lớp sương mù dày đặc bao phủ quanh hắn ta, không tiết lộ mảy may. Đột nhiên, kỳ quái, hình như hắn ta có gì đó là lạ. Có giới tử tinh mắt, nhìn chòng chọc về phía Đế Vũ. Từ sau khi bắt được bảo cốt, Đế Vũ chưa hề động đậy. Việc này rất kỳ lạ, hiển nhiên có điều gì đó không bình thường. Ông, khi mọi người còn đang cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu, cơ thể Đế Vũ đột nhiên run lên. Bảo cốt trong tay hắn ta phát ra từng đợt rồng ngâm, sắc trời âm u, lôi vân nhấp nhô, từng tia chớp lóe lên, xé toạc vòng trời, long uy trong bảo cốt đang dẫn động lực phong lôi vô cùng đáng sợ. Còn chưa hết, trên long cốt màu đen có khí tức cổ xưa tràn ra, ánh sáng vàng chói mắt đột nhiên lan ra.
những đường văn tối nghĩa tựa như máu tươi chảy xuôi trên long cốt, một luồng lực lượng vừa đáng sợ vừa điên cuồng bộc phát. Thần văn. Ông trời ơi, đó là một thần văn hoàn chỉnh. Đế Vũ bị phản phệ, bảo cốt cũng không thuần phục hắn, có trò hay để xem rồi đây. Thần văn hoàn chỉnh, rất có thể bảo cốt này đến từ một Thương Long Vương. Vô số tiếng kinh hô vang lên, từng ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên tột độ hướng về phía bảo cốt. Mọi người đều cảm thấy rất tò mò, với thực lực của Đế Vũ liệu có thể áp chế được nó hay không? Nếu không thể khống chế được thì, kết cục của hắn ta sẽ cực kỳ thê thảm. Bịch! Khi ánh mắt mọi người bị bảo cốt hấp dẫn, thân hình lung lay sắp đổ của Lâm Nhất rốt cuộc cũng đổ sụp xuống, khiến mặt nước bắn lên từng mảng bọt lớn, chẳng mấy chốc hắn đã chìm xuống đáy ao. Chết rồi à! Hắn mà còn sống được thì đúng là mạng lớn đấy, vốn đã bị trọng thương, giờ bảo cốt bị đào đi, có 10 cái mạng cũng không đủ sống. Hừ, mà dù có may mắn không chết thì cũng coi như phế. Tuy nhiên, coi như cũng đáng giá, có giới tử hoàng đồ chôn cùng hắn, giới tử thần U cũng bị gãy một cánh tay vì hắn. Đáy nước có cấm chế, không chết cũng phải chết, từ nay về sau trên đời không còn công tử táng hoa nữa. Một vài tên giới tử liếc nhìn, rồi nhanh chóng quay đi, một người chết không đáng để bọn họ chú ý. Lâm ca ca. Bên bờ Thánh Tuyền Linh Trì, Nguyệt Phi Vi ngồi trên lưng ngựa huyết long, ánh mắt nàng ta lộ rõ sự bi thương tột cùng. Vèo. Nàng ta hoàn toàn không suy nghĩ được gì, vô thức rơi xuống Thánh Tuyền Linh Trì, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ tức giận và đau đớn. Lâm ca ca đã chết, mọi người ở đây cũng phải chôn cùng. Láo xược. Nhưng Nguyệt Phi Vi vừa nhúc nhích, bảo kính thông thiên treo trên không lập tức chĩa về phía nàng ta, không gian lập tức bị phong ấn. Ánh mắt lạnh lùng của những trưởng lão đến từ các tông môn đều nhìn chằm chằm vào nàng ta. Nhóc con, người không tham gia vào trận chiến cuối cùng thì cũng đừng nhúng tay vào. Không thì, dù ngươi có thân phận hiển hách như thế nào, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Kim Tuyệt trưởng lão của Huyền Thiên Tông dưới bảo kính lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Phi Vi nói. Nguyệt Phi Vi nghiến răng nghiến lợi, lại là lão già kia. Nhưng dưới phong ấn của bảo kính thông thiên, dù nàng ta có cố gắng tấn công thế nào thì vẫn chẳng thể phá hủy không gian này. Đó là tiếng nổ động trời đến từ thần văn và long uy trong bảo cốt Thương Long sau khi bị dồn nén đến cực hạn, sau đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt như mặt trời ban trưa. Một làn sóng ánh sáng màu vàng kim nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, năm đại giới tử biến sắc, dù họ đã dùng hết sức mạnh nhưng vẫn bị đánh bay. Đợi đến khi họ rơi xuống, ai nấy đều hộc máu. Xong họ lại mặc kệ vết thương trên người, ngẩng đầu lên nhìn về phía giới tử Đế Vũ đang ở giữa trung tâm ánh sáng. Sắc mặt Đế Vũ cũng hơi khó coi, tay cầm bảo cốt, khí tức trên người không có gì thay đổi. May mà hắn chỉ mở ra được tầng phong ấn thứ nhất của bảo cốt, không thì lần này rắc rối to rồi. Trong mắt Đế Vũ toát ra vẻ may mắn, ban nãy quả thật hơi bộp chộp, không đợi Lâm Nhất chết ngắc đã lấy bảo cốt. Tuy đối phương đã bị thương nặng, còn dùng bảo cốt thi triển thánh giáp Thương Long, nhưng suy cho cùng vẫn chưa chết. Đế Vũ nhìn thấy ánh mắt của những giới tử khác thì vẫn hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, Lâm Nhất là do mọi người hợp tác đánh bị thương nặng, ta chẳng qua là may mắn mới lấy được bảo cốt, chứ tuyệt đối không có ý định chiếm cho riêng mình. Tạm thời, nó sẽ tạm thời đặt ở chỗ ta, nếu ai lấy được vị trí đứng đầu, ta chắc chắn sẽ trao nó cho người đó. Còn nếu ta may mắn lấy được vị trí nhất bảng thì cũng sẽ không quên công lao của các vị, chắc chắn sẽ tặng cho mọi người bảo vị tương ứng. Mọi người cảm thấy thế nào? Lần này, hắn ta khá là hào phóng nói, dù có người không phục thì giờ cũng khó mà nói gì được. Đế Vũ thấy mọi người không có ý kiến bèn nói tiếp, hiện giờ, mọi người đều đã mất sức. Ta cũng bị thương nặng, trận chiến cuối cùng này sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa thế nào? Đế huynh nghĩa khí. Ta không có ý kiến. Vậy được rồi, dù sao cũng phải tiêu hóa mớ sóng gió mà Lâm Nhất đã gây ra ban nãy một chút. Những giới tử khác cũng lần lượt mở miệng nói. Khi họ đánh với Lâm Nhất đều sử dụng chiêu mạnh nhất của mình nên đã tiêu hóa rất nhiều huyết khí. Ban nãy thần vân trong bảo cốt ra oai, mọi người không kịp né tránh nên lại bị thương thêm lần nữa. Ý kiến của Đế Vũ vừa hay đúng ý họ. Khụ, chỉ là chẳng ai ngờ được sau khi mọi người đồng ý. Khóe miệng Đế Vũ bỗng dưng trào máu, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Trông hắn ta như vậy là biết ngay đã bị thương rất nặng, bấy giờ mọi người mới chợt hiểu ra, Đế Vũ còn bị thương nặng hơn họ.
Ánh mắt của vài tên giới tử lập tức trở nên hơi âm u nhìn Đế Vũ, vẻ mặt cũng xa sầm. Đế Vũ khoanh chân ngồi xuống, cong môi cười với họ, thong thả nói, nửa tiếng sau đánh tiếp, chúng ta đều đã thống nhất rồi. Mọi người đều là giới tử, trận chiến cuối cùng này chắc hẳn cũng là trận chiến của những người quân tử. Hắn ta nói xong bèn nhắm mắt lại, cả người tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bên cạnh sự vận chuyển của công pháp, thiên hương thánh dịch lơ lửng trong không khí cũng dần tụ tập lại trong cơ thể hắn ta. Các giới tử bị Đế Vũ chơi một vố thì không khỏi tức anh ách, nhưng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Họ lần lượt tìm một chỗ trên mặt hồ khoanh chân ngồi xuống, vừa ăn đan dược chữa thương, vừa dùng chân nguyên cắn nuốt thiên hương thánh dịch. Mọi người thấy thế cũng bắt đầu thử cắn nuốt thiên hương thánh dịch. Thoáng chốc, chiến trường còn đánh long trời lỡ đất ban nãy chợt trở nên yên ắng. Thánh Tuyển Linh Trì mênh mông gió êm sóng lặng, hương hoa bốn phương, mọi người đang yên lặng tranh cướp thiên hương thánh dịch. Mọi người đều biết, sự yên ả này chỉ làm tạm thời, nửa tiếng sau sẽ diễn ra một trận chiến động trời. Mà nhân vật chính trong trận chiến cuối cùng ấy chắc chắn sẽ là những giới tử có địa vị cao kia. Chưa nói đến thiên hương thánh dịch nơi họ ngồi nồng nặc hơn những nơi khác, riêng thực lực họ thể hiện ra ngoài cũng khiến người ta tê cả da đầu rồi. Không có võ học thánh linh thì hoàn toàn không thể đối đầu với giới tử. Đất trời chợt tĩnh lặng, không còn bất cứ âm thanh nào. Nhưng trong lòng mọi người lại không hề bình tĩnh, bất kể là những giới tử đang tức anh ách, nhớ mãi không quên bảo cốt thương long, hay những anh tài kiệt xuất vừa chứng kiến trận chiến khủng bố ban nãy. Giới tử thần u thì bị chặt đứt một tay, hoàng đồ chết, bảo cốt của công tử táng hoa bị cướp. Tất cả mọi thứ đều khiến người ta không thể nào bình tĩnh nổi. Sự thảm thiết và khốc liệt của trận chiến cuối cùng quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Lâm Nhất chìm dưới đáy hồ suy nghĩ hỗn loạn, cảm giác sức sống của mình đang nhanh chóng biến mất. Hắn có thể sống sót dưới đòn tấn công của năm thánh linh là vì đã dùng bảo cốt thi triển thánh giáp thương long, nhưng cũng bị thương nặng, gần như suýt chết. Đợi đến khi Đế Vũ xông tới, hắn còn chưa kịp sử dụng kiếm ý, đối phương đã lấy đi bảo cốt thương long. Tốc độ của hắn ta cực kỳ nhanh. Chẳng những người ngoài không kịp phản ứng, đến cả chính Lâm Nhất cũng không kịp chuẩn bị. Từ khi bước lên con đường thông thiên, hắn chưa bao giờ bị thương nặng như giờ. Một cảm giác không cam tràn ngập trong lồng ngực hắn, kể cả cơn đau khi bảo cốt bị lôi ra cũng không thể xua tan nó. Dù như vậy nhưng trong lòng Lâm Nhất vẫn kiên định cho rằng đã là một kiếm khách, thì có đến hơi thở cuối cùng cũng không thể chịu thua. Nhưng vết thương của hắn quá nặng, miệng vết thương trước ngực không ngừng chảy máu. Sức sống cũng nhanh chóng trôi đi, ý thức dần trở nên mơ hồ. Đây là mùi vị của cái chết ư? Lâm Nhất nghĩ vẫn vơ, không còn tỉnh táo được nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ. Hừ, có bản đế ở đây, ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Đúng lúc ý thức của Lâm Nhất sắp biến mất thì bỗng có một giọng nữ mờ mờ ảo ảo vang lên trong đầu hắn. Giọng nói kia vừa dịu dàng lại xa xăm, mang một sự kiên định, tràn ngập khí phách. Giọng nói ấy vô cùng xa lạ, nhưng hình như lại nghe thấy ở đâu rồi. Lạnh lẽo, ẩm ướt và tăm tối. Đây là một không gian mờ ảo và quái dị, tất cả đều có vẻ rất mơ hồ, xen lẫn giữa thực tại và ảo mộng. Lâm Nhất mở mắt, từ từ tỉnh lại. Đây là đâu, không phải ta nên ở đáy nước sao? Lâm Nhất lẩm bẩm nói, đồng thời nhìn xuống vết thương mà Đế Vũ lưu lại trước ngực, nó đã biến mất. Thấy vậy, hắn lập tức lộ vẻ hoang mang. Trước khi mất đi ý thức, hắn thoáng nghe được một chuỗi âm thanh, sau đó mở mắt ra thì thấy mình ở đây. Hắn ngẩng đầu nhìn, ở nơi cuối tầm mắt là một gốc cây, trên cây có hoa tử diên tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, nhưng hình như thiếu cái gì đó. Lâm Nhất suy tư trong chốc lát liền giật mình sức tỉnh, đây chính là không gian ý thức của hắn. Trước kia, lúc ma linh muốn chiếm lấy thân thể hắn, hắn cũng bị dồn đến khoảng không gian này. Đúng, hẳn là như thế. Lâm Nhất khẽ gật đầu, tuy nhiên, băng phượng màu tím trên cây đã đi đâu mất rồi. Lúc trước, thế nhưng con băng phượng kia đã mang cho hắn rung động thật lớn. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến ma linh tan thành cho bụi, nếu không phải như thế thì có lẽ hiện tại hắn đã bị ma linh đoạt xá rồi. Tiền bối, là người ư, Lâm Nhất nhìn về phía khoảng không trống trải, lên tiếng hỏi. Hừ hừ. Nếu không phải bổn đế ra tay thì ai có thể kéo ngươi vào không gian ý thức này? Giọng nữ quen thuộc vang lên giữa hư không, Lâm Nhất vội quay đầu thì thấy một luồng sáng chói mắt, giữa luồng sáng thoáng có một bóng người đưa lưng về phía hắn.
một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ từ trong luồng sáng chuyển đến, cổ xưa mà tang thương, tựa như thần thoại khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Tiền bối, Lâm Nhất có hơi run rẩy. Phàm nhân, nhìn thấy bổn đế còn không quỳ xuống, bóng người đứng trong vầng hào quang, đưa lưng về phía Lâm Nhất, lời nói bay bổng, lộ ra ngạo khí vô biên. Lâm Nhất nhíu mày, bình tĩnh đáp, ngay cả thiên địa mà ta cũng không quỳ. Hừ, thiên địa là cái thá gì chứ? Khi bổn đế sinh ra, thiên còn chưa sinh, địa còn chưa hiện, chỉ là một khoảng không hỗn độn, thần ma còn chưa mở mắt, bổn đế đã nhìn rõ thế giới này. Bổn đế vừa thức tỉnh, còn đang thiếu một tôi tớ, âm thanh phát ra từ trong hào quang vô cùng lạnh lùng, thoáng lộ ra sự khinh thường. Nghe vậy, Lâm Nhất không khỏi kinh hãi. Rốt cuộc băng phượng có địa vị gì mà thời điểm sinh ra, thiên địa còn chưa sinh. Vị này đã xuất hiện trước cả kỷ nguyên ư. Bổn đế đến nay đã 18 tuổi, mỗi một kỷ nguyên là một tuổi. Thiên địa chưa sinh ta đã sinh, thiên địa đã diệt, ta bất diệt. Bổn đế là thần tộc Phượng Hoàng, đồ thiên đại đế vô thượng chí tôn khắp tứ hải bát hoang, 36 thiên 72 sơn. Ngươi nhìn thấy ta vậy mà không quỳ, hừ hừ, thời thái cổ, thần ma nhìn thấy bổn đế cũng không dám ngẩng đầu đấy. Thần tổ phải kính bổn đế một trượng, thần long nhìn thấy bổn đế còn phải cúi chào. Một phàm nhân nho nhỏ như ngươi mà cũng dám coi rẻ bổn đế. Ôi trời ơi, đó là địa vị gì? Lâm Nhất rung động khôn tả, không cách nào diễn đạt được bằng ngôn từ, vị này đã vượt khỏi kỷ nguyên, còn cổ xưa hơn cả thần thoại nữa. Soạt! Ngay thời điểm hắn cảm thấy vô cùng chấn động, bóng người đứng đưa lưng trong ánh hào quang chợt xoay người. Hào quang tan biến, để lộ khuôn mặt thật của nàng ta. Lâm Nhất lập tức ngẩng ra, khóe miệng bất giác co giật mấy cái. Đây là đồ thiên đại đế vô thượng chí tôn khắp tứ hải bát hoang, 36 thiên 72 sơn đó à? Trước mặt hắn rõ ràng là một tiểu cô nương. Nàng ta không quá cao, mặt tròn, mắt to, gương mặt tinh xảo đến độ hoàn mỹ, không lộ một chút tì vết, tóc tết thành hai bím, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu và tinh nghịch. Có điều ánh mắt tiểu cô nương này khi nhìn Lâm Nhất lại tràn đầy khinh thường. Nàng ta híp mắt, mím môi, cố bày ra dáng vẻ lạnh lùng. Hừ, nhìn thấy dung mạo của bổn đế mà còn không mau quỳ xuống. Có tin bổn đế búng tay một cái, ngươi liền biến thành cho bụi không hả, tiểu cô nương chống nạnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất. Trong lúc nói, nàng ta liền duỗi tay ra, cứ như thật sự muốn biến Lâm Nhất thành cho bụi vậy. Lâm Nhất lộ vẻ nghi ngờ. Sau khi hào quang tan hết, hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức đáng sợ nào từ trên người tiểu cô nương này. Không chỉ như thế, dường như nàng ta còn rất yếu. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Nhất, hắn liền tiến lên trước để kiểm nghiệm ý nghĩ của mình. Tiểu cô nương kia phùng má, lạnh lùng nói, hừ, ngươi dám tiến thêm một bước nữa, bổn đế sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, đừng có ý định thăm dò điểm mấu chốt của bổn đế. Khi bổn đế tức giận, thần long cũng phải khẩn trương, đại thánh cũng run rẩy đấy. Còn chưa nói xong, Lâm Nhất đã duỗi tay, trực tiếp nhấc cô nhóc trước mặt lên hệt như nhấc một con búp bê vải. A a a a, ngươi, mau thả bổn đế xuống, bổn đế tức giận thật đấy. Sắc mặt cô nhóc thoáng cái trở nên tái nhợt, hai tay không ngừng vung vẩy. Nàng ta nhìn Lâm Nhất, nghiêm mặt nói, mau thả bổn đế xuống, bổn đế sẽ nổi giận thật đấy. Bổn đế là thần tộc Phượng Hoàng. Lâm Nhất vẫn thản nhiên, nói tiếp lời nàng ta, là đồ thiên đại đế vô thượng chí tôn khắp tứ hải bát hoang, 36 thiên 72 sơn, đúng không? Gương mặt hoàn mỹ của tiểu cô nương lộ vẻ kiêu ngạo, há mồm nói, hừ, đã biết rõ tục danh của bổn đế mà còn không mau thả ta xuống, bổn đế ghét nhất là bị người ta nhấc lên đấy. Hóa ra trước kia đồ thiên đại đế cũng từng bị người ta nhấc lên à, Lâm Nhất cười tủm tỉm nhìn nàng ta, con nhóc này khoác lác cả buổi, rốt cuộc cũng bị lòi đuôi rồi. Nhóc con tóc tím thoáng chốc đỏ mặt, cãi chảy cãi cố, đó là người hầu của bản đế, bị người hầu nhắc tới không tính. Chát! Lâm Nhất nét một cái lên mông nàng ta, lạnh nhạt nói, nhóc con, ăn nói đàng coi nào. Ngươi, dám đánh mông bản đế. Bản đế là Phượng Hoàng thần tộc của tứ hải bát hoang. Chát! Nàng ta còn chưa nói xong, Lâm Nhất lại đét cho một cái. Đất trời chưa sinh, ta đã sinh, thế giới có sập, ta vẫn bất tử. Chát! Bản đế! Chát! 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 Hu hu hu, bản đế sai rồi,
mau thả bản đế xuống, đừng đét mông ta. Cuối cùng cô nhóc cũng biết sai, không có mở miệng khoác lác nữa. Lâm Nhất thấy thế mới thả nàng ta xuống. Có điều, sau khi giãy giụa xuống dưới, vẻ mặt nàng ta lập tức trở nên kiêu căng, híp mắt, bĩu môi. Rốt cuộc ngươi là ai, có thân phận gì, Lâm Nhất nhìn nàng ta hỏi. Hừ, bản đế đã nói rồi, trời chưa sinh, ta đã sinh, thế giới có sập, ta cũng bất tử. Bản đế là đồ thiên đại đế chí cao của 72 sơn, 36 thiên thuộc tứ hải bát hoang, nhóc con ngửa đầu, ra vẻ lạnh nhạt xa cách nói. Ban đầu, Lâm Nhất còn bị lời khoác lác của nàng ta hù, nhưng giờ đương nhiên đã không còn tin nữa. Nàng ta chính là con băng phượng màu tím kia, dị chủng của băng phượng tộc này bị Tử Diên kiếm thánh bắt được và phong ấn đến giờ. Dù sao chắc hẳn sự tồn của nàng ta cũng có liên quan đến Tử Diên kiếm quyết và hộp đựng kiếm trên lưng mình. Còn tại sao nàng ta lại yếu như vậy mà vẫn có thể giết chết tàn hồn của ma linh bằng một ánh mắt, thì có lẽ là có liên quan đến thiên phú nào đó của nàng ta. Tên này của ngươi dài quá, sau này ngươi gọi là tiểu tử đi, Lâm Nhất hoàn hồn lại, bình tĩnh nói. Bản đế mới không cần một cái tên khó nghe như vậy đâu, mặt mày nhóc con lộ ra vẻ ghét bỏ nói. Vậy gọi là tiểu mưu đi, dù sao ngươi cũng thích khoác lác mà, Lâm Nhất lạnh nhạt nói. Sắc mặt cô nhóc lập tức đỏ ửng, nhỏ giọng nói, bản đế bỗng nhiên cảm thấy, tiểu tử cũng khá tốt. Lâm Nhất cười, không so đo với nàng ta, quan sát xung quanh hỏi, tiểu tử, ngươi kéo ta vào không gian này, chắc hẳn cơ thể ta vẫn còn ở dưới đáy hồ đúng không? Ta còn có thể sống bao lâu? Chắc khoảng nửa tiếng, ngươi yếu quá. Năm xưa bản đế muốn đánh bại đối thủ như đế vũ còn không dám thổi quá mạnh nữa là, tiểu tử khinh bỉ ngó Lâm Nhất, khuôn mặt bầu bình lộ ra vẻ ghét bỏ. Vậy ngươi đi ra ngoài thổi một hơi giết hắn ta cho ta đi, Lâm Nhất nhàn nhạt nói. Với trình độ đó vẫn không đáng để bản đế ra tay, lần này nàng ta không đỏ mặt mà nghiêm túc nói. Tuy chỉ vừa mới gặp, nhưng trong lòng Lâm Nhất lại biết rõ nàng ta không có khả năng là khinh thường. Dù hồi xưa Tử Băng Diên Tước này có mạnh thế nào thì giờ cũng chỉ là một con gà. Vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Lâm Nhất nghĩ đến bảo cốt bị cướp đi thì sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo, nghiêm túc hỏi, bảo cốt của ta có cấm chế thần văn, tại sao đế vũ lại lấy được vậy? Ngươi biết không? Mặt mày tiểu tử lộ ra vẻ đắc ý, cong môi nói, trời chưa sinh ta đã sinh, thế giới có sập, ta cũng bất tử. Trên đời này không có bí mật nào mà bản đế không biết. Nói nghe xem nào. Lâm Nhất đen mặt, cô nhóc này quả thật không khoác lác là sẽ chết mà. Khụ khụ, trái tim của hắn ta có khắc một bộ thần văn đầy đủ, có lai lịch ngang ngửa với bảo cốt thương long của ngươi, tiểu tử chậm gì gì đáp. Hóa ra là vậy, tên kia giấu tài ghê thật. Ánh mắt Lâm Nhất lập lòe, trong các giới tử cũng không phải ai cũng ngu như Hoàng Đồ và Thần U. Còn một chuyện nữa, thương khung thánh y do thương long chi chủ ban tặng cho ta rõ ràng có thể kích hoạt trong lúc sống còn. Vậy tại sao hồi nãy lại không hoạt động, Lâm Nhất hỏi. Chắc hẳn đối phương cũng biết chuyện trong bảo điện thương long, trước khi vào đó, nàng ta đã giết chết ma linh định đoạt xá hắn nữa mà. Thương long chi chủ kia cũng coi như có chút bản lĩnh, nhưng tại ngươi không nghe rõ lời ông ta nói ấy. Nó chỉ dùng để đề phòng mấy lão quái vật thôi, theo bản đế. Chắc chỉ khi có cao thủ mạnh hơn ngươi hay cảnh giới lớn ra tay giết ngươi thì nó mới có thể bị kích hoạt. Còn người đánh nhau với người trong cùng thế hệ, e rằng dù ngươi bị đánh chết cũng chẳng có phản ứng đâu, tiểu tử nhàn nhạt đáp. Lâm Nhất chợt nhớ ra hình như có chuyện ấy thật. Nếu bị người trong cùng thế hệ đánh chết, suy nghĩ của Thương Long chi chủ chỉ có thể coi như là sai rồi. Bảo cốt bị lấy, thánh y không thể kích hoạt, tình trạng hiện tại quả thật khá nan giải. Đợi đến khi cơ thể hoàn toàn khô kiệt thì không gian ý thức này cũng sẽ biến mất. Chắc hẳn Nguyệt Vi Vi và Ngựa Huyết Long đang vô cùng lo lắng cho mình. Sắc mặt Lâm Nhất lập tức trở nên nặng nề, cân nhắc nói, tình hình này đúng là nan giải. Có bản đế ở đây thì ngươi chưa chết được đâu. Ngươi có cách nào hả? Ngươi muốn chết, nhưng ta vẫn chưa muốn chết đâu, tiểu tử hơi khinh bỉ liếc Lâm Nhất, suy tư nói, trước khi ngươi ngất. Bản đế đã thi triển Thương Long Thánh Thiên Quyết cho ngươi rồi. Nửa tiếng sau, vết thương của ngươi sẽ lành lại thôi. Có điều, giờ ngươi đã mất bảo cốt, chưa chắc sẽ là đối thủ của đế vũ. Ngươi yếu ghê luôn, cố
cũng chẳng thèm tu luyện Tử Diên kiếm quyết bản đế để lại cho ra hồn, không thì đâu rơi vào tình trạng như hôm nay. Tử Diên kiếm quyết là do ngươi để lại. Lâm Nhất nghi ngờ hỏi, kiếm quyết kia hẳn là do Tử Diên kiếm thánh sáng tạo ra mới đúng. Tiểu tử đáp với vẻ đương nhiên, tất nhiên rồi. Hồi đó, ta đã truyền kiếm quyết ấy cho tên nhóc Tử Diên kia. Không thì ông ta lấy cái gì để tung hoành thượng cổ, ở thánh cảnh đã có thể giết chết thần linh chứ. Tử Diên kiếm quyết chẳng qua chỉ là một quyển sách không được đầy đủ của kiếm điển Long Hoàng Diệt Thế mà thôi. Nó chỉ có thể tu luyện đến thiên phách, người muốn biết được bản đầy đủ thì phải dựa vào bản đế mới được. Kiếm điển Long Hoàng Diệt Thế. Lâm Nhất biết Tử Diên kiếm quyết chỉ là một quyển sách không đầy đủ, thậm chí chỉ được xem như một lời dẫn, không ngờ kiếm quyết thật sự lại là kiếm điển Long Hoàng Diệt Thế. Lại còn vừa hay ở trong tay cô nhóc này. Xem ra, hồi đó Tử Diên kiếm thánh đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Chưa biết chừng, cô nhóc này tỉnh dậy cũng có liên quan đến Tử Diên kiếm quyết. Trước đó, hắn chưa tu luyện nó đến cảnh giới cao siêu nên mới không cảm giác được đối phương. Có lẽ, đợi đến khi tu luyện hết 16 tầng của Tử Diên kiếm quyết, đối phương mới có thể đi ra khỏi không gian ý thức này. Bí mật của hộp kiếm Tử Diên cũng vì thế được giải đáp. Lâm Nhất nhanh chóng suy nghĩ, thoáng chốc đã nghĩ đến rất nhiều điều. Kiếm điển Long Hoàng Diệt Thế khá là lợi hại đó. Tuy cần âm luật mới phát huy được hết sức mạnh của nó, nhưng trước mắt ngươi chỉ cần học sơ sơ là có thể nghiền nát tên đế vũ gì kia một cách dễ dàng rồi. Ít nhất, ngươi có thể hiểu thêm được một tầng của Tử Diên kiếm quyết, thành tựu trên con đường kiếm đạo cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Chưa biết chừng, còn đột phá cả kiếm ý nữa ấy chứ. Tiểu tử nói khá hấp dẫn. Khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Muốn học không, bổn đế vừa khéo thiếu một tên đầy tớ, vai ta dạo này đau quá đi mất, nếu có ai đó xoa bóp cho thì hay biết mấy. Tiểu tử liếc nhìn Lâm Nhất, cánh tay nhỏ xoa xoa vai, tỏ vẻ đang rất đau lưng. Vèo. Lâm Nhất trực tiếp nhấc nàng ta lên, cười nói, đầy tớ thì miễn đi, ta vừa khéo thiếu một đứa con gái. Tiểu nha đầu lập tức nổi cáu. Cứ như tôn nghiêm đại đế của nàng ta đã chịu sự khiêu khích cực kỳ nghiêm trọng. Nàng ta tức giận quát lên, buông ra, thả ta xuống, bổn đế nổi giận rồi đấy. Bổn đế ghét nhất là bị người ta nhấc lên. Bổn đế giận thật đấy, bổn đế là thần tộc Phượng Hoàng. Bốp! Lâm Nhất không nói gì mà vỗ thẳng vào mông nàng ta một cái. Trời sinh ta đã sinh, trời diệt ta chưa diệt, bổn đế nổi giận đấy. Bốp! Bổn đế là đồ thiên đại đế. Bốp, bốp, bốp. Hu hu hu, bổn đế sai rồi. Để bổn đế xuống, bổn đế dạy ngươi là được mà, bị vỗ mông liên tục mấy cái, rốt cuộc, tiểu nha đầu cũng chịu thua. Sau khi đặt nha đầu kia xuống, nàng ta liền sửa sang hai cái bím tóc bị rối, bày ra khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ nhưng lại vô cùng nghiêm túc, trầm ngâm nói, Lâm Nhất, ta nói rồi đấy. Sau này không được nhấc bổn đế lên nữa. Càng không cho phép đánh mông bổn đế. Bổn đế nói cho ngươi biết, bổn đế mà nổi giận thì hậu quả rất là nghiêm trọng đấy. Nàng ta giữ nắm tay nhỏ trước mặt Lâm Nhất, tỏ vẻ giận dữ, sau đó duỗi một ngón tay tựa như cọng hành non ra, nói, năm đó, bổn đế chỉ dùng một ngón tay thế này thôi đã đâm 36 thiên sụp một nửa. Nếu không phải thần tổ khuyên ta, ta chỉ ấn nhẹ một cái là 36 tiên hoàn toàn sụp đổ đấy. Lâm Nhất không tỏ vẻ gì cả, chỉ thản nhiên nói, kiếm điển. Tiểu tử thu nắm tay về, trừng mắt với Lâm Nhất rồi mới nói, hừ hừ, bổn đế không thèm chấp ngươi. Kiếm điển Long Hoàng Diệt Thế quá phức tạp, với cảnh giới của ngươi hiện tại cũng không thể hiểu hết được. Bổn đế nói trước với ngươi một vài khái niệm đơn giản, kiếm điển Long Hoàng Diệt Thế chia làm ba phần, theo thứ tự là kiếm điển Thần Long, kiếm điển Phượng Hoàng, và chủ chốt là Long Hoàng Khúc. Thú vị! Kiếm điển Thiên Long và kiếm điển Thần Hoàng đều không phải chủ chốt lại là Long Hoàng Khúc. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, điều này hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Long Hoàng Khúc là gì? Người từng nghe qua truyền thuyết Chiêu Long dẫn Phượng chưa, tiểu tử hỏi. Lâm Nhất gật đầu, truyền thuyết bực này đương nhiên là hắn từng nghe qua. Nghe đồn rằng rất lâu trước đây, lâu đến mức thần thoại còn chưa được sinh ra đời, có một nữ tử am hiểu âm luật. Có thể thổi những điệu nhạc vang danh thiên hạ. Âm thanh đó tựa như phượng hót, sánh với âm thanh của thiên nhiên, đương thời không ai bì nổi. Càng về sau, làn điệu của nàng ta lại càng trở nên thần kỳ,
đến một ngày, tiếng tiêu đã hấp dẫn Phượng Hoàng và Thần Long trên trời giáng xuống, có vô số chim thần vây quanh nàng ta. Cuối cùng, nàng này thổi tiêu ngự gió mà đi, được chim thần đầy trời vây quanh, vũ hóa thành tiên. Đây là một truyền thuyết, đã sớm không phân định được thật giả, xác suất cao có lẽ là giả. Bởi lẽ Thần Long và Phượng Hoàng là tồn tại cao quý nhường nào cơ chứ, sao có thể vây quanh một người phàm. Mà trong truyền thuyết kia, không chỉ có Long cùng Hoàng, mà còn có rất nhiều thần thú khác như Thanh Loan, Hoàng Tước, Kỳ Lân, Kim Ô. Tất cả đều hiện thân. Giờ bổn đế nói cho ngươi biết, truyền thuyết đó là thật. Năm đó, chính bổn đế đã tận mắt chứng kiến, tiểu tử đứng thẳng người, bày ra vẻ cao ngạo nói, ánh mắt nàng ta lóe lên một chút hồi ức xa xăm. Chớ có nói khoác, Lâm Nhất không chút khách sáo gõ lên đầu nàng ta. Ôi, đau quá. Tiểu tử ôm lấy đầu, khuôn mặt tựa như búp bê nhăn nhó, đau đến mức nước mắt sắp trào ra. Nàng ta liếc nhìn Lâm Nhất một cái, hừ hừ, trông hắn vừa ngốc lại vừa thật thà, được rồi, bổn đế sẽ giả vờ bị hắn gõ, tạm thời không chấp nhặt với hắn. Đợi đến khi hết đau, tiểu tử mới ngạo nghễ nói, bổn đế không hề nói khoác. Bổn đế là nghe tiền bối trong thần tộc Phượng Hoàng kể lại. Lão tổ trong tộc ta nhìn thấy thì có khác gì so với ta nhìn thấy đâu chứ? Nói tiếp, Lâm Nhất thản nhiên nói. Hừ, nói thì nói, hung hăng vậy làm gì? Đây là thần thoại đã lưu truyền trong nhiều thế hệ của tộc ta, mỗi khi kỷ nguyên luân chuyển, trong tinh không sẽ có thần châu vĩnh hằng bất hủ xuất hiện. Đầu thuyền có thánh nữ thổi ống tiêu, đánh thức thần ma đang ngủ say, dẫn xuất thần long và chân hoàng thuần huyết xuất hiện. Long hoàng khúc mà nàng ấy thổi được phát triển từ sinh tử luân hồi khúc đấy. Bí mật mà tiểu nha đầu vừa nói ra đã mang đến lực tác động rất lớn đối với Lâm Nhất. Tuy nhiên, lời của cô nhóc này 10 câu thì có 9 câu là giả rồi, cũng không nên cho là thật. Theo cách nói của nàng ta, thủ đoạn mạnh nhất của kiếm trận Tử Diên cần phải dùng đến âm luật mới có thể phát huy được. Nếu chỉ đơn thuần dùng kiếm để thôi thúc thì tối đa chỉ có thể phát huy được 7 phần uy lực, còn dùng tiêu thổi đúng khúc tất có thể bộc phát ra 12 phần uy lực khủng bố của kiếm trận. Tiểu tử bày ra vẻ kiêu ngoại, giòn giã nói, được rồi, bổn đế sẽ nói với ngươi về kiếm điển, ngươi cần phải nghe cho kỹ. Tuy hiện tại ngươi còn chưa thể tu luyện, nhưng ít nhất có thể giúp ngươi mở rộng tri thức. Nếu may mắn, nói không chừng kiếm ý của ngươi có thể đạt đến cảnh giới thông thiên viên mãn. Kiếm quyết Tử Diên cũng có thể tiến thêm một bước, đạt đến tầng 16 đại viên mãn. Trước tiên, ta sẽ giảng giải cho ngươi kiếm điển thần long. Thiên địa có kiếp. Kỷ nguyên luân chuyển, thần long ứng thế. Kiếm ví như rồng, có thể ra biển, san bằng núi, xé rách trời, chắn mưa, làm gió. Kiếm ví như rồng, ắt có đạo, có vương đạo, phong đạo, thủy đạo, hỏa đạo, thiên đạo, địa đạo. Kiếm ví như rồng, ắt có thần, núi có sơn thần, nước có thủy thần, gió có phong thần. Kiếm ví như rồng, ắt có long, có thần long, có thiên long, có chân long, có thánh long. Kiếm ví như rồng, ắt có quỷ, kiếm ví như rồng, ắt có linh. Lâm Nhất nghe mà mê man, tiểu nha đầu này vừa mở miệng liền nói toàn mấy thứ thâm ảo, mênh mông, phức tạp, không thể nghĩ, mà cũng không thể tưởng. Hắn rất thông minh, chỉ nghe mà không nghĩ, không tưởng. Không đến cảnh giới tương ứng thì không cần phải nghĩ đến những thứ quá mức thâm ảo, đợi sau này thuận theo tự nhiên là được. Nhưng dần dà, Lâm Nhất thế mà lại nghe hiểu được một chút. Không phải hắn trở nên thông minh, mà là nhóc con kia giảng rất đơn giản. Nếu kiếm như rồng, phải có quỷ, quỷ tức linh hồn, cũng là một loại khí hồn hay một loại thần vận. Nếu kiếm như rồng, phải có linh, linh kia lại có liên quan đến võ học thánh linh. Nàng ta càng giảng càng rõ ràng, trực tiếp tương ứng với Tử Diên kiếm quyết mà Lâm Nhất tu luyện. Keng! Quanh người hắn vang lên tiếng kiếm ngân leng keng, kiếm ý nở rộ phảng phất tiếng rồng ngân. Có bóng thần long như ẩn như hiện lượn vòng khắp không gian. Sắc mặt Lâm Nhất vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng lại cảm giác được kiếm ý của bản thân đang mạnh lên. Kiếm ý thông thiên đại thành đang tỏa ra ánh sáng ngọc ngà chói mắt. Tiểu tử giảng kiếm điển thần long xong, bắt đầu nói đến kiếm điển phượng hoàng, chúng đều cực kỳ thâm ảo. Tiểu tử chỉ mới nói ra khỏi miệng đã như chạm đến đại đạo khiến đất trời cộng hưởng, làm người ta gặt hái được rất nhiều khi đặt mình bên trong. Sau khi hai người trao đổi xong, tiểu tử bắt đầu gảy long hoàng khúc, quả thật là bao hàm mọi thứ khiến Lâm Nhất mở mang tầm mắt. Hóa ra,
âm luật quả thật có thể chạm đến đại đạo, đúng là khó tin và có một không hai. Ban đầu, Lâm Nhất vẫn không hiểu lắm, chỉ có thể cảm giác được đôi chút huyền diệu của nó. Nhưng khi tiểu tử nói đến khúc tử diên kiếm quyết có liên quan đến đạo thì hắn lập tức hiểu, một cánh cửa dẫn đến một thế giới mới đã mở ra với Lâm Nhất. Sau khi tiểu tử nói xong, Lâm Nhất ngẩng đầu lên, trong con ngươi lóe lên một tia sáng. Ong! Kiếm ý vù vù, mỗi một chỗ trên quần áo của Lâm Nhất đều lấp lánh ánh chiều ta, tóc tai cũng nhẹ nhàng bay múa. Lợi hại thật, đồ thiên đại đế quả nhiên bất phàm, Lâm Nhất không kiềm được ngó tiểu tử nói. Hắn cảm thấy kiếm ý thông thiên của mình có thể đột phá lên cảnh giới đại viên mãn bất cứ lúc nào. Nhóc con kia bình tĩnh nói, đương nhiên rồi, có điều tên của bản đế phải đọc hết mới có khí thế. Hừ, có mỗi lời khen ấy thôi mới không đủ để khiến nàng ta hãnh diện đâu. Lâm Nhất khẽ cười rồi chậm rãi đứng dậy, Long Hoàng khúc ban nãy đã có ảnh hưởng rất nhiều đối với hắn. Sau khi đứng dậy, Lâm Nhất lập tức bắt đầu tập luyện, thi triển kiếm trận tử diên. Vậy mà lại không khen bản đế thật luôn. Tiểu tử khoanh tay trước ngực, phụng phịu, khó chịu ngó Lâm Nhất. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cơ thể Lâm Nhất nhoáng lên, hoa diên vĩ nở rộ dưới chân, trong người bắn ra vô số kiếm ý, thoáng chốc tạo thành một biển kiếm trận. Xoay. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng, kiếm trận bắt đầu chuyển động, tiếng leng keng không ngừng vang lên bên tai. Trong kiếm trận có cánh hoa bay múa. Lâm Nhất đứng bên trong cảm thấy mỗi một mảnh không gian đều bị kiếm ý bao phủ. Ngay khi kiếm trận chuyển động, uy áp của kiếm ý thông thiên lập tức bùng nổ đến một mức độ chưa bao giờ có. Dung hợp. Lâm Nhất thầm nghĩ, 18 luồng long văn tử kim hóa thành từng long ảnh chui vào trong kiếm trận. Thoáng chốc, kiếm quang và long ảnh lập tức sâu chuỗi với nhau khiến mảnh không gian này trở nên kiên cố không gì phá nổi. Kiếm quang và long ảnh kết hợp đã bày ra dị tượng khủng bố có 102. Trước đây hắn không bỏ nhiều công sức ra để tìm hiểu kiếm trận này cũng là vì không coi trọng nó. Nếu trước đó hắn tìm hiểu rõ, với thủ đoạn này thì chưa chắc không chống nổi đòn tấn công của năm thánh linh. Trong mắt Lâm Nhất lập lòe ánh sáng, có hơi hối hận. Nhưng cũng chỉ thoáng hối hận mà thôi. Lúc đó, hắn có bảo cốt thương long, dùng thần văn thi triển thương long thánh thiên quyết, có thể ngưng tụ ra thánh giáp thương long nên hoàn toàn không nghĩ tới tử diên kiếm quyết. Dù sao sau khi đến con đường thông thiên này, hắn đã lấy được rất nhiều kỳ ngộ, nên thực ra trong lòng cũng có chút xem nhẹ tử diên kiếm quyết. Xong, hắn lại quên mất dù gì bảo cốt cũng chỉ mới mở được một tầng, hoàn toàn không phải vô địch. Tuy thánh giáp thương long rất mạnh, chống lại được cả võ học thánh linh, nhưng lại không chống lại được đòn tấn công của cả năm thánh linh. Có đôi khi ỷ lại vật bên ngoài quá, ít nhiều gì cũng sẽ bỏ qua khả năng của bản thân. Giờ bảo cốt bị lấy, trái lại khiến Lâm Nhất tỉnh ngộ ra. Tuy bảo cốt dung hợp trên người mình, nhưng suy cho cùng cũng là vật ngoài thân. Nếu không hoàn toàn dung hợp với máu thịt, mở được 10 tầng phong ấn thì lúc nào cũng có khả năng bị cướp đi. Nhưng kiếm ý lại khác. Không ai có thể cướp đi trình độ của hắn ở mặt kiếm đạo, tử diên kiếm quyết và đủ loại kiếm pháp. Đây là sự khác biệt giữa hai bên. Bên cạnh sự lợi hại của bảo cốt thì cũng vừa là phúc. Vừa là hỏa. Nghịch. Trong lúc Lâm Nhất suy nghĩ vấn đề ấy thì cũng thầm ra lệnh. Khi kiếm trận khổng lồ đảo ngược lại thì gặp phải một lực cản rất lớn, nó khiến cho cả không gian đều chấn động một cách kịch liệt. Quả nhiên, kiếm quyết có cảnh giới càng cao, kiếm ý càng mạnh thì khi đảo ngược lực cản cũng sẽ càng lớn. Nhưng kiếm trận tử diên này phải nghịch chuyển mới được, không thì chẳng thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất của nó. Phá. Lâm Nhất gầm lên, quần áo tóc tai trên người điên cuồng bay múa, dưới tiếng kiếm ngân réo rắt cấu thành một làn điệu êm tai, vô thức tạo nên một âm luật nào đó. Âm, âm. Trận pháp kết hợp giữa hơn 360 luồng kiếm quang và 18 long ảnh thoáng chốc phá tan lực cản, âm âm bắt đầu nghịch chuyển. Trong quá trình đó, có một bóng phượng cực kỳ khổng lồ bay ra từ trong trận. Cùng lúc ấy, ánh sáng chói mắt của mặt trời cũng len lỏi đến mọi ngóc ngách. Dưới một tiếng phượng hót, cả đất trời như bị đốt cháy. Uy áp khủng bố kia lập tức phá tan rào cản thiên phách tầng 5, thiên phách tầng 6, thiên phách tầng 7 xông thẳng lên tinh quân. Tuy uy áp đáng sợ chỉ diễn ra trong thoáng chốc, nhưng ánh hào quang của nó cũng đủ chói mắt. Kiếm trận tử diên, phượng minh chiêu dương. Lâm Nhất thở hổn hển,
trong mắt lấp lánh ánh sao, không giấu nổi vẻ phấn khích. Không tồi, tuy không giỏi âm luật, không thể gảy được khúc bách điểu triều phượng, nhưng cũng có chút phong thái của bản đế năm ấy rồi đó. Vừa hay ta đang thiếu một kẻ hầu, Lâm Nhất, nếu ngươi bằng lòng làm người hầu cho ta. Bản đế đảm bảo sẽ khiến ngươi có thể giết thần linh khi mới ở thánh cảnh trong vòng 10 năm, tiểu tử hơi gật đầu, lộ ra ánh mắt vừa lòng nói. Tâm trạng Lâm Nhất đang tốt nên không so đo với nàng ta, chỉ cười to nói, người hầu thì khỏi, nữ nhi lại đang thiếu một đứa nè. Bản đế nói nghiêm túc đó, tiểu tử ngửa đầu bảo. Ta cũng nghiêm túc. Lâm Nhất quan sát cô nhóc, xoa xoa cằm, nhóc con này trông mới 16-17 tuổi. Khuôn mặt xinh xắn không chút tì vết hay bắt bẻ được điều gì, trên người tỏa ra một khí chất thánh khiết, xinh xắn đáng yêu, tóc tết đuổi sam, nhìn kiểu gì cũng cực kỳ dễ thương. Chỉ là thích khoác lác, không thì coi như con gái cũng khá tốt. Mở đi, bản đế không thèm nói chuyện với ngươi nữa, cô nhóc trợn trắng mắt, hừ một tiếng rồi quay đầu đi nói. Vẻ mặt Lâm Nhất lại dần trở nên nghiêm túc, theo như lời cô nhóc kia có lẽ khoảng 15 phút nữa thì vết thương trên người mình sẽ lành lại. 15 phút cũng đủ để mình khiến kiếm ý thông thiên đột phá lên cảnh giới đại viên mãn. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ lạnh lẽo, đồ đã vào tay hắn thì chưa bị cướp đi bao giờ. Hắn chắc chắn sẽ lấy lại bảo cốt và cả vốn lẫn lãi. Trong khi Lâm Nhất đang tiến sâu vào rào cản cuối cùng của kiếm ý thông thiên trong không gian ý thức. Đám giới tử thần u lặn xuống nước, lần lượt phá tan các cấm chế, liên tục bơi về phía đáy hồ. Trên cả chặng đường, mọi loại cấm chế đều do thần u ra tay phá hủy, trong mắt Thiên Càn và Huyền Long toát ra vẻ kỳ dị và hết sức kinh ngạc. Cấm chế bên dưới Thánh Tuyền Linh chỉ cực kỳ khủng bố, thế mà lại có thể bị phá hủy một cách dễ dàng dưới tay thần u. May mà những người khác không biết cấm chế dưới nước đã bị phá, không thì dễ gì chỉ tìm kiếm cơ hội trên mỗi mặt nước. Dù sao, nghe đồn Cửu Diệp Thánh Quả cũng ở dưới đáy hồ. Hai người đoán có lẽ thần U đã biết được vài bí mật nào đó từ trưởng lão kia, không thì đã chẳng có cách nào giải thích được việc tại sao hắn ta có thể phá hủy cấm chế. Có điều, vị trưởng lão kia chắc chắn không ngờ được thần U lại bị Lâm Nhất chặt đứt một cánh tay. Soạt! Trước mắt ba người bỗng xuất hiện ánh sáng chói mắt, một hương hoa nồng nàn như ngưng tụ thành thực chất dưới ánh hào quang trôi bồng bềnh trong nước. Ở trung tâm ánh sáng, loáng thoáng thấy được một quả trái cây có hình thù kỳ lạ, tỏa ra khí tức thần thánh cuồn cuộn ập tới trước mặt. Cửu Diệp Thánh Quả. Trái tim Huyền Long và Thiên Càn lập tức đập liên hồi, trong mắt toát ra vẻ tham lam. Đừng đụng vào nó. Giọng nói của thần U chậm rì rì vọng lại, nhàn nhạt nói, chín vị trưởng lão mỗi người chỉ giữ một phần cấm chế ở đó, trừ khi họ đồng loạt ra tay, không thì chẳng ai có thể lấy được Cửu Diệp Thánh Quả. Nếu tùy tiện xông tới, chắc chắn chỉ có chết. Ánh mắt hai người lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Huyền Long hơi mất mát nói, vậy ngươi dẫn chúng ta tới đây làm gì? Thứ này chỉ là hương thơm thôi, cũng chẳng phải thiên hương thánh dịch. Dù chúng ta có luyện hóa hết thì cũng chẳng có tác dụng gì đến kết quả của trận chiến cuối cùng cả. Thần U cười lạnh, thế hả? Vậy ngươi thử luyện hóa xem. Huyền Long ngó đối phương, trong lòng chợt nảy ra một ý. Vừa vận chuyển chân nguyên thì hương thơm như ngưng tụ thành thực chất kia nhanh chóng chui vào trong cơ thể. Ngay khi hương thơm chui vào trong người thì lập tức hóa thành sức mạnh khủng bố, chân nguyên của gã ta cũng bị đốt cháy nóng như lửa. Có một sức mạnh khủng bố đang cuộn trào trong cơ thể, đầu óc kích động nóng lên, cả khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. Chuyện này là sao? Giới tử Huyền Long lập tức kinh ngạc ra tiếng. Thần U bình tĩnh nói, đây là hương thơm nguyên thủy nhất. Lắng đọng cả mấy ngàn năm. Chỉ cần luyện hóa một chút đã có thể khiến thực lực của chúng ta tăng vọt trong thời gian ngắn. Có điều, kha kha, người cũng cảm nhận được mặt trái của nó rồi đó. Sắc mặt Huyền Long thoáng chốc thay đổi, hương thơm này chưa được tinh lọc, chỗ tốt là đậm đặc hơn thiên hương thánh dịch rất nhiều. Song, chỗ xấu cũng rất rõ ràng, bên trong có rất nhiều tạp chất, có thể gia tăng thực lực trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng, sau này phải mất rất lâu mới tinh lọc hết tạp chất, thậm chí có một số tạp chất còn lắng đọng lại mãi mãi. Thiên Càn như nghĩ tới gì đó, trầm ngâm nói, với của cải của gia tộc chúng ta, sau này muốn luyện hóa số tạp chất ấy thì không thành vấn đề. Quan trọng là có thể tăng thực lực lên đến mức độ nào trước khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Đúng vậy.
Giới tử thần U cũng nói, cứ để bọn họ giành nhau trước, chúng ta ngồi đây đợi nhặt của hời là được. Ai cướp được nhiều thiên hương thánh dịch cũng được, nhưng chưa biết được ai cười đến cuối cùng đâu. Sau khi đưa ra quyết định, cả ba nhanh chóng thực hiện. Họ tự động khoanh chân ngồi trong nước, bắt tay luyện hóa hương thơm đã lắng đọng lại xung quanh cả mấy ngàn năm. Trên người ba người lập tức tỏa ra khí tức khủng bố. Chỉ thoáng chốc, ba người đã tỏa ra ánh hào quang sáng rực như lửa. Mắt thường cũng thấy được thực lực của họ đang điên cuồng tăng lên. Nếu lúc này người bên ngoài thấy được, chắc chắn sẽ hết sức chấn động. Chỉ là, ba người cũng không để ý tới nơi hương thơm nồng nặc nhất, có một thanh kiếm đang trôi nổi xung quanh cửu diệp thánh quả. Trên mặt hồ rộng lớn của thánh tuyển linh trì, nửa tiếng nhanh chóng trôi qua. Tại khu vực trung tâm, có vô số thiên hương thánh dịch chui vào người của các giới tử. Sau khi luyện hóa thánh dịch, trên người họ bắt đầu xảy ra một sự lột xác khủng bố, mùi hoa bay ra khỏi người hóa thành ánh sáng tím lượn lờ xung quanh các giới tử. Dựa theo độ đậm nhạt của ánh sáng ấy là có thể nhận ra ai luyện hóa được nhiều thiên hương thánh dịch nhất. Vèo. Đế Vũ mở mắt ra đầu tiên, cong môi nở nụ cười, nhàn nhạt nói, đến giờ rồi. Giọng nói của hắn ta không lớn, nhưng lại nhấc lên một cơn sóng lớn trên mặt hồ yên ả này. Thời gian đã đến, ai cũng biết câu này đại biểu cho cái gì. Hẹn ước nửa tiếng đã đến, vị trí đầu bảng trong trận chiến cuối cùng này sẽ được lựa chọn trong số họ. Cảnh tượng bình tĩnh trước mặt lập tức bị phá hủy. Năm giới tử khác lần lượt ngẩng đầu lên, ánh mắt lập lòe ánh sáng, hiển nhiên huyết khí đã hồi phục hơn nửa. Họ đều ngó nhau, âm thầm truyền âm trao đổi. Một lát sau, một người trong số họ hỏi, Đế Vũ huynh, người nói xem, định đánh thế nào? Ánh mắt Đế Vũ lóe sáng, khẽ cười nói, tùy ý, dù là năm người hợp sức xông lên thì ta cũng vẫn có thể tiếp được. Đế Vũ huynh nói đùa, chúng ta đều là giới tử, há có thể tuyệt tình đến thế? Nếu đã là quân tử chi tranh, vậy thì không cần phải dùng đến võ học thánh linh, để ngự phong ta trước lãnh giáo thủ đoạn của Đế Vũ huynh xem thế nào, người nọ vừa nói vừa từ từ đứng dậy. Cũng được. Đế Vũ bình tĩnh đứng dậy, thờ ơ nhìn về phía đối phương. Trong chúng ta, thực lực của ngươi là mạnh nhất, tuy nhiên, muốn giành được vị trí đầu bảng cũng không dễ như vậy, giới tử ngự phong nói, ánh sáng trong mắt hắn ta bắt đầu chuyển động. Cánh tay hắn ta giấy lên một ngọn lửa màu xanh, thoáng chốc, ngọn lửa kia đã bùng cháy dữ dội. Đế Vũ cũng không xem nhẹ đối phương, hai tay hắn ta kết ấn, một luồng hào quang vờn quanh thân. Ngưng kết thành một tấm màn ánh sáng. Ngự phong ra tay, chỉ một quyền đã đánh nát màn sáng. Một quyền ngưng tụ ngọn lửa màu xanh của hắn ta bộc phát lực lượng kinh người, chọc thủng màn sáng, thoáng cái đã giết đến trước mặt Đế Vũ. Những nơi quyền đi qua, hư không liên tiếp bị chấn động, không trung phát ra tiếng nổ mạnh chói tai, từng đợt sóng nhiệt nhanh chóng lan ra. Có thể tưởng tượng được. Nếu một quyền này đánh lên người Đế Vũ, chắc chắn sẽ khiến thân thể hắn ta chia năm xẻ bảy. Mọi người nín thở, tập trung quan sát, trong mắt không ngừng lóe lên tia khác thường. Giới tử, những kẻ được gọi là giới tử, thật sự không có ai là dễ chọc. Đế Vũ nở nụ cười, trong mắt không có một chút khẩn trương nào cả, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, để mặt cho một quyền này đánh vào ngực mình. Hành động của hắn khiến mọi người kinh hãi không thôi. Thậm chí ngay cả Ngự Phong cũng lộ vẻ do dự, nếu một quyền này thật sự đánh chết đối phương thì sợ rằng hắn ta cũng không gánh nổi hậu quả. Nhưng sự do dự chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc, tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Ngự Phong, tự hắn ta muốn chết thì trách ai? Trước ánh nhìn chăm chú của vô số người, một kích khủng bố này nện lên người Đế Vũ, ngực hắn ta chợt bộc phát một luồng sáng chói mắt. Lửa trong quyền của giới tử Ngự Phong còn chưa kịp lan ra thì cả người hắn ta đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi điên cuồng trào ra từ miệng hắn ta. Đến khi rơi xuống, sắc mặt giới tử Ngự Phong trắng bệch, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Trái lại, Đế Vũ vẫn bình thản, trông có vẻ không hề bị thương. Sao có thể thế được, mọi người lộ vẻ bất ngờ, bọn họ cũng như giới tử Ngự Phong, cảm thấy rất khó hiểu. Tất cả không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Sau một thoáng trầm mặc, có giới tử bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói, Nguyên Phong xin được thỉnh giáo cao chiêu của Đế Vũ huynh. Trong mắt Nguyên Phong cũng không có quá nhiều tự tin, giới tử Ngự Phong bị thua chỉ trong một kích,
điều này chứng tỏ đế vũ đã mạnh đến mức không tưởng. Tuy nhiên, cũng có khả năng do hắn ta khinh địch nên mới thất bại, dù sao thì cũng phải ép đối phương bày ra một ít thủ đoạn mới được. Nguyên Phong bước lên một bước, trên người hắn ta bắt đầu bộc phát chân nguyên hùng hậu, một gốc cổ thụ chống trời xuất hiện sau lưng hắn ta. Dưới sự thôi thúc của sáu khí hải, cổ thụ điên cuồng sinh trưởng, nhánh cây không ngừng vươn ra tứ phía. Đây là một gốc cổ thụ chống trời được diễn hóa hoàn toàn từ chân nguyên, theo mỗi một bước chân của hắn ta, cổ thụ ngày càng bộc phát ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Thân cây vươn dài, thoáng chốc vươn cao, tựa như một gốc thần thụ, nhánh cây cuồng bạo uốn lượn giữa không trung hết như một con rồng lớn đang lượn vòng. Chân long chi xúc. Nguyên Phong chợt quát lên một tiếng, gốc cổ thụ chống trời thoáng cái bay vọt lên trước mắt mọi người, rồi lao về phía đế vũ. Hắn ta muốn dùng gốc cây này để trói chặt đế vũ, từ từ mài mòn tinh lực của đối phương. Thanh thế cực lớn, gốc cổ thụ chống trời diễn hóa thành thụ long, dương nay múa vuốt trên không khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Đế vũ không chút hoảng loạn, thoáng cái, hắn ta đã di chuyển 9 bước, khi bước đến bước thứ 3, sắc mặt Nguyên Phong đã thay đổi. Đối phương không hề ra tay nhưng khí thế kia đã khiến thụ long bị chấn động, xuất hiện từng vết rạn. Đến khi hắn ta hoàn thành 9 bước, khí thế trên người hắn ta đã đạt đến độ cao trước nay chưa từng có. Ý chí võ đạo mạnh mẽ bộc phát từ trên người đế vũ, ánh lửa bùng lên dữ dội, thoáng nhìn lại, khoảng trời phía sau hắn ta toàn là lửa, và trong đó cất giấu một luồng duệ khí vô cùng sắc bén và ác liệt. Răng rắc. Một chưởng đánh xuống, dễ dàng chém vỡ thụ long, đồng thời, bàn tay hắn cũng đã ấn lên ngực giới tử Nguyên Phong. Phụt. Nguyên Phong rên lên một tiếng, trực tiếp bị ấn lui về sau, chân nguyên hộ thể trên người hắn ta vỡ vụn. Hắn ta hộc máu ngay tại chỗ, thân thể hóa thành một luồng sáng, bị đánh văng xuống nước, phát ra một tiếng nổ mạnh. Một chưởng đánh bại. Giờ phút này, trời đất đều tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đế vũ, trong mắt bọn họ toàn là khiếp sợ, ai cũng biết thực lực của người này rất mạnh, nhưng không ai nghĩ hắn ta lại có thể mạnh đến mức như vậy. Đế vũ liếc mắt nhìn về phía ba giới tử còn lại, khẽ nói, cùng lên đi. Trên người hắn ta có hào quang bộc phát, tóc dài tung bay, toát ra duệ khí đáng sợ. Thoáng cái, ba giới tử còn lại đều cảm nhận được áp lực cực lớn, cả ba lộ vẻ khó coi. Cái tên đế vũ này thật sự xem thường người khác mà, giết. Ba người giống lên một tiếng, hoa tinh ma trong khí hải lập tức bùng cháy, biển hoa tầng tầng lớp lớp lan ra. Uy áp khổng lồ chất chồng cùng một chỗ, ba người hợp sức bộc phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Ngay khi hai bên sắp sửa giao đấu, trước ngực đế vũ bỗng lóe lên ánh sáng của thần văn, một khắc sau, sau lưng hắn ta xuất hiện vòng xoáy màu đen. Khoảnh khắc vòng xoáy hiện thân, hào quang của dị tượng đang chiếu khắp thiên địa lập tức bị vòng xoáy này cắn nuốt. Tiếp theo đó, một luồng khí thức cổ xưa bộc phát, quần áp đế vũ bay phấp phới, hắn ta duỗi tay đánh ra một kích. Ầm ầm. Lực lượng hai bên va chạm, từng người bị đánh văng ra ngoài. Có điều, đế vũ chỉ lui khoảng ba bước liền có thể đứng vững, còn ba giới tử thì hộc máu, bị đánh văng ra xa. Thần Vân. Mấy tên giới tử nhìn về phía đế vũ bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi nhanh chóng tỉnh ngộ. Bọn họ đã hiểu vì sao Ngự Phong đánh ra một kích lại khiến bản thân bị chấn đến mức trọng thương. Tên đế vũ này có kỳ ngộ cực lớn, trong cơ thể hắn ra hiển nhiên có khắc một đạo thần văn. Cuồng phong khuấy động, mái tóc dài của đế vũ theo gió nhảy múa, hắn ta thản nhiên nói, nếu không nắm chắc 10-10 thì sao ta dám móc bảo cốt của Lâm Nhất ra. Các ngươi nên sớm nghĩ ra chứ, tuy nhiên, lai lịch của bảo cốt này còn lớn hơn so với tưởng tượng của ta. Bảo cốt Thương Long thuộc về ta. Chư vị không có ý kiến gì chứ? Hai giới tử còn lại liếc nhìn nhau, thật sự không cam lòng. Nói thế nào đi nữa thì Lâm Nhất bị trọng thương là do bọn họ liên thủ tạo thành, vậy mà cuối cùng bảo cốt lại bị đế vũ lấy đi. Lúc ấy đáng lẽ nên liều một phen mới đúng, hiện tại thương thế của đối phương đã khôi phục, bọn họ không còn là đối thủ của hắn ta nữa. Ánh mắt bọn họ lấp lóe, vẫn còn một chút chấp niệm, nếu vận dụng võ học thánh linh thì... Dưới một kích liên thủ, chắc chắn đối phương sẽ không cách nào tiếp nổi. Có bài học của Lâm Nhất trước đó, chắc chắn đế vũ sẽ không cho đám người này có cơ hội, lại nói, một khi vận dụng võ học thánh linh thì chẳng khác nào xé rách mặt.
đến lúc đó giới tử đế vũ có ra tay giết bọn họ thì cũng không ai dám có ý kiến. Không nói gì, vậy thì coi như chư vị không có ý kiến rồi. Đế vũ cười nói, bảo cốt thương long này thuộc về ta, ngày sau đến đại thế côn luân, chư vị cũng đừng nói ta chiếm lợi từ các ngươi. Nhưng đúng vào lúc này, bên dưới mặt nước của thánh thuyền linh chỉ chợt vang lên một âm thanh lạnh lùng, từ lúc nào mà bảo cốt thương long của ta lại đến phiên ngươi quyết định vậy? Ta còn chưa lên tiếng, kẻ nào có tư cách nói ẩu nói tả? Cùng với tiếng nói là một luồng kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ từ đáy nước bùng lên, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Ầm. Kiếm ý dâng trào, nổ tung tóe, sóng nước khổng lồ dâng lên cao, trên đỉnh sóng có một bóng người màu xanh đang lạnh lùng nhìn về phía đế vũ. Trên quần áo của Lâm Nhất dính đầy máu, tóc ướt đẫm, thương thế trên người còn chưa khôi phục, một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết, dạo một vòng qua quỷ môn quan. Thiếu niên trước kia còn trẻ trung, đầy sức sống, giờ đã lộ ra một chút mệt mỏi và tang thương. Nhưng thân thể hắn lại kéo rất căng, thẳng tắp như kiếm, không hề có một chút khom người. Hắn đứng trên sóng nước cao vót, lạnh giọng quát, đế vũ, nợ của chúng ta cũng nên tính toán cho xong rồi. Lâm Nhất xuất hiện đã đưa đến oanh động cực lớn tại Thánh Tuyền Linh Trì. Đứng mũi chịu sào chính là nam giới tử vì bị đánh bại, trong mắt bọn họ lộ vẻ thẳng thốt. Bị bảy võ học thánh linh đánh trúng, lại bị đế vũ dùng một kích lấy đi bảo cốt, trọng thương bực này mà Lâm Nhất vẫn không chết ư. Thật sự khó mà tin nổi. Giữa vòng trời, Nguyệt Phi Phi đang bị bảo kính thông thiên giam cầm không khỏi lộ vẻ mừng rỡ, nàng ta vui đến phát khóc, cười nói, Lâm ca ca, huynh phải sốt thật tốt mới được. Sắc mặt mấy người La Trấn có chút phức tạp, vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng. Mừng là vì Lâm Nhất đã trở lại, hắn không chết trong Thánh Tuyền Linh Trì. Nhưng hiện tại hắn gióng trống khua chiêng xuất hiện như thế đương nhiên là muốn chiến với đế vũ một trận, mà vừa rồi, thực lực đế vũ bày ra quả thật khiến mọi người cảm thấy kiêng kỵ. Hắn ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thật sự khủng bố chẳng khác nào một chiến thần. Trước đó trực tiếp đánh bay giới tử Ngự Phong, sau lại dùng một trường, chỉ một trường mà có thể dễ dàng khiến giới tử Nguyên Phong đại bại. Hơn thế nữa, tam đại giới tử liên thủ vẫn phải thất bại trước thần văn của hắn ta. Phong thái kia, gần như vô địch. Khoan nói đến chuyện bảo cốt của Lâm Nhất đã bị lấy đi, dù còn bảo cốt, cũng chưa chắc hắn có thể thắng đế vũ. Đây không phải là bi quan, cũng không phải không tin vào Lâm Nhất, mà thực sự thì thực lực bà đế vũ bày ra quá mức kinh người. Hừ, giờ không chết thì đã sao, không cố mà trốn đến khi trận chung kết chấm dứt, lại dám xuất hiện, vậy thì chỉ có một chữ chết, giới tử Nguyên Phong bị đế vũ đánh bại không ngừng cười khẩy, lộ vẻ dữ tợn. Cách đó không xa, đế vũ nhìn thấy Lâm Nhất từ sóng nước chậm rãi nhảy xuống, sắc mặt hắn ta vẫn không chút gợn sóng. Thời điểm đối phương ở đỉnh cao, hắn ta vẫn có 7 phần có thể đánh bại người này, hiện tại đương nhiên không cần nhiều lời. Hắn ta vẫn luôn không triển lộ tài năng là vì cuộc chiến cuối cùng này, muốn một bước lên trời, giành lấy cửu diệp thánh quả. Lâm Nhất liên lụy quá nhiều, trong trận đại chiến tại thành Phong Lăng, hắn đã bại lộ gần hết át chủ bài, tất cả chỉ vì một nữ nhân mà thôi, không thể không nói người này quá ngu xuẩn. Giờ phút này đối phương xuất hiện cũng không phải chuyện không tốt. Vừa khéo hắn ta sẽ nghiền áp đối phương, để thế nhân không còn chỉ trích gì về việc hắn ta giành lấy vị trí đầu bảng. Đế vũ đứng trên mặt nước, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, Lâm Nhất, ngươi quá kích động rồi. Chẳng phải chỉ lấy đi một khúc bảo cốt của ngươi thôi sao? Ngươi hoàn toàn có thể đợi đến đại thế côn luân rồi ra tay với ta. Với thiên phú của ngươi, tại phương đại thế kia ắt sẽ quật khởi. Giờ ngươi lại xuất hiện, há chẳng phải muốn chết. Một khúc bảo cốt mà thôi, đồ trong tay Lâm Nhất ta chưa từng bị ai đoạt cả, thù này hôm nay nhất định phải báo. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, khóe miệng nhếch lên cao, lộ rõ sát ý. Nếu không phải Băng Phượng sớm thức tỉnh, khoảnh khắc hắn bị lấy đi bảo cốt ắt phải chết, vậy mà người này lại nói một cách nhẹ nhàng đến như thế. Đế vũ lạnh lùng nói, hừ, ngươi cho là mình còn có thể sống à? Bảo cốt bị lấy đi. Trong mắt ta ngươi chỉ là một tên phế vật mà thôi, đầu của ngươi. Ta lấy chắc rồi. Vừa dứt lời, trên người đế vũ đột nhiên bùng lên một ngọn lửa lớn, ý chí võ đạo khủng bố lập tức bộc phát. Mặt nước sôi trào, hằng hà sa số hơi nước hóa thành khói trắng bay lên,
mọi người vừa chấn động vừa hoảng sợ không thôi. Ý chí hỏa diễm tam phẩm. Còn chưa hết, một con thần điểu hỏa phượng cực lớn từ trong cơ thể đế vũ lao ra, đó chính là thánh linh thuộc về hắn. Con hỏa phượng này cực kỳ khổng lồ, sải cánh dài đến mấy chục mấy, uy áp khủng bố bao trùm cả một vùng trời. Thoạt nhìn mặt ngoài hỏa phượng lóe lên tia sáng màu đỏ như máu, lóng lánh tựa ngọc, mỗi một chiếc lông đều có ánh sáng lưu động, hào quang như lửa đỏ không ngừng thiêu đốt. Vô tận huyết khí rót vào trong hỏa phượng, thoáng chốc, đế vũ tựa như một vị đế vương quân lâm thiên hạ. Thật mạnh! Vô số ánh mắt đổ dồn về phía đế vũ, ngoài miệng đế vũ thể hiện thái độ khinh thường lâm nhất, nhưng khi ra tay lại không hề có một chút coi nhẹ. Hắn ta tự biết chiếm đoạt bảo cốt của Lâm Nhất chính là nợ máu, không giết chết đối phương ắt sẽ giết chết hắn ta. Hắn ta quyết không lưu lại mối họa này bên mình. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay tất phải chết. Ý chí hỏa diễm cùng thánh linh hỏa phượng của đối phương dung hợp, hình thành áp lực khổng lồ giáng xuống Lâm Nhất. Trước mắt bao người, kiếm ý sáng chói bộc phát từ trên người hắn, kiếm quang ẩn chứa ý chí phong lôi, tiếng kiếm ngân như tiếng rồng ngâm. Một khắc sau, có tia sáng vàng từ trong cơ thể Lâm Nhất bắn ra, đó là thánh linh kim ô vô cùng khủng bố, toàn thân toát lên sắc sảng chói mắt. Được rót vào huyết khí, kim ô trở nên cực kỳ to lớn, khi sải cánh dường như có thể che khuất cả bầu trời. Nhưng thế còn chưa đủ. Lại thêm một ngân hoàng từ trong cơ thể Lâm Nhất bay ra, thoáng chốc, hai đại thánh linh lượn vòng trên vòng trời, màu vàng và màu bạc hòa lẫn vào nhau. Dị tượng hùng hậu mang đến sắc thái vô biên vô tận, sáng chói mắt, vàng và bạc luân chuyển, khiến người ta có cảm giác kinh diễm và mỹ lệ khôn cùng. Song linh đồng tu. Trong thành Phong Lăng, Lâm Nhất đã từ khiến thế gian kinh diễm bởi hai đại thánh linh, hôm nay, lần nữa song linh hiện thế, mọi người dường như đã hiểu ra được lực lượng của Lâm Nhất đến từ đâu. Giết. Đế Vũ cười lạnh không thôi, hắn ta sải chân phóng đến trước mặt Lâm Nhất, thiên vẫn quyền. Vừa dứt lời, hỏa phượng hội tụ linh khí dồi dào, hai cánh sải rộng lên đến vài trăm mét. Cánh chim tích tụ lực lượng đạt đến tình trạng đáng sợ trước nay chưa từng có, tựa như hai ngọn núi hùng vĩ. Khi đế vũ đánh xuống một quyền, hỏa phượng phát ra âm thanh bén nhọn, hai cánh quạt mạnh ra ngoài. Ầm. Đôi cánh hỏa phượng dang rộng vài trăm mét kia xé toạch cả hư không, cùng với một quyền của đế vũ, từng viên thiên thạch rực lửa liên tục bay ra. Thoáng cái. Có hơn trăm viên thiên thạch từ trên trời ào ào trút xuống, cảnh tượng hệt như tận thế. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, mỗi một viên thiên thạch rực lửa kia đều mang đến cảm giác nặng nề tựa như những ngọn núi Phật. Nếu bị nện phải, trong tình trạng không có thánh giáp thương long, e rằng hắn sẽ cực kỳ thê thảm. Lâm Nhất duỗi tay, kiếm ý quanh quẩn trong lòng bàn tay, phong lôi hội tụ, thương long gào thét. 18 sợi long văn vàng tím trên người hắn lần lượt dung nhập vào đó. Bộc phát uy lực phong lôi vô cùng cuồng bạo. Giờ phút này, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng cực kỳ sắc bén, long văn trong lòng bàn tay cuốn lấy lực phong lôi, dưới sự gia trì của kiếm ý, chúng đang điên cuồng chuyển động. Đây là... Mọi người vô cùng chấn động khi nhìn thấy Lâm Nhất từ từ giơ tay lên, lòng bàn tay hắn bắt đầu hình thành vòng xoáy phong lôi vô cùng đáng sợ. Trong lúc vòng xoáy chuyển động, hằng hà sa số tiếng kiếm ngân quanh quẩn bên tai họ, lúc này... Móng vuốt thương long và kiếm ý thông thiên của hắn đã dung hợp một cách hoàn mỹ. Chuyện lúc trước không cách nào làm được, nhưng hiện tại lại vô cùng dễ dàng đối với Lâm Nhất. Ngông cuồng. Trong mắt đế vũ lóe lên tia mỉa mai, hắn ta biết Lâm Nhất muốn làm gì. Đối phương định dùng móng vuốt thương lâm để phá giải chiêu này, nhưng trong thành Phong Lăng, đế vũ đã sớm được chứng kiến móng vuốt thương long. Bí thuật này quả thật rất mạnh. Nhưng nếu muốn cắn nuốt thiên vẫn quyền của hắn ta thì quả thực rất ngây thơ. Hơn trăm viên thiên thạch, chỉ cần một viên không bị cắn nuốt thì Lâm Nhất ắt sẽ bị nện trọng thương. Không có bảo cốt hộ thể, hiện tại thân thể hắn rất yếu đuối. Móng vuốt thương long. Lúc Lâm Nhất hoàn toàn hất tay phải lên, hắn vẫy tay, vòng xoáy phong lôi mênh mông và mạnh mẽ kia từ trong lòng bàn tay hắn tách ra, hút tất cả thiên thạch đang rơi xuống, không bỏ sót một viên nào. Trả lại cho ngươi. Năm ngón tay Lâm Nhất siết chặt, chợt ra tay như tia chớp, trực tiếp trả về một chiêu thiên vẫn quyền đáng sợ kia. Bá đạo. Nhìn thấy cảnh này, đám người La Chấn mừng rỡ không thôi.
Đối mặt với ý chí hỏa diễm tam phẩm của đối phương, hơn nữa trong tình huống cảnh giới chênh lệch, vậy mà móng vuốt thương long của Lâm Nhất vẫn có thể hóa giải võ học thánh linh của đế vũ, trong khoảnh khắc đó, hắn đã hoàn toàn triển lộ duệ khí của mình. Hơn trăm viên thiên thạch rực lửa thoáng cái đã nuốt trọn đế vũ, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Khoảng không gian đó bị thế lửa nuốt trọn, tiếng nổ dữ dội, lửa bùng lên, ánh sáng tại đó quá mức chói mắt khiến không một ai dám nhìn thẳng. Ầm. Nhưng không ai ngờ chỉ trong một cái chớp mắt, đế vũ đã lao ra. Trong khí hải của hắn ta, từng đó hoa tinh ma nở bung ra, rồi bùng cháy. Nếu đếm kỹ thì có thể thấy số lượng hoa tinh ma đã đạt đến 10, quả thật là một con số khủng bố. Vòm trời bao la thoáng chốc bị biển hoa rực lửa do đế vũ phóng thích che lấp, biển hoa chồng chất lên nhau, phụ trợ cho thánh linh hỏa phượng, khiến nó càng trở nên khủng bố. Hỏa phượng đập cánh, dường như ẩn chứa thủ đoạn vô cùng vô tận. Nó cùng lúc giao đấu với Kim Ô và Ngân Hoàng, vậy mà không chút nào rơi vào thế yếu. Đây chính là ưu thế do tu vi mang đến, sáu khí hải lớn, 10 đóa hoa tinh ma đồng loạt nở, bất kể là ai cũng phải thận trọng. Hừ, sự chênh lệch giữa ta và ngươi e rằng còn xa hơn cả một lạch trời. Đế vũ giống to, quần áo của hắn ta đã bị đốt một mảng lớn, trên mặt còn có rất nhiều vết thương, hiển nhiên, hắn ta cũng chịu thiệt không ít. Mắt thấy đối phương mang theo khí thế mạnh mẽ, dẫm mạnh xuống hư không, lấy đà lao đến như một tia chớp, Lâm Nhất không chút nào bối rối. Toàn bộ hoa tinh ma trong năm khí hải của hắn đồng loạt thiêu đốt, biển hoa lửa 15 tầng không ngừng xếp chồng phía sau hắn. Ầm. Khoảnh khắc chúng hoàn toàn xếp chồng lên nhau, đế vũ đang lao đến chợt cảm nhận được một lực cản cực lớn giữa hư không. 15 đóa. Sắc mặt mọi người thoáng chốc thay đổi, không ai dám tin Lâm Nhất chỉ mới là thiên phách tầng 5 mà lại có thể gieo nhiều hoa tinh ma trong khí hải như vậy. Rầm, rầm, rầm. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, hai bóng người đã va vào nhau, cả hai liên tục đánh ra 10 chiêu với tốc độ tia chớp. Biển lửa sau lưng bọn họ ầm ầm va chạm, nhấc lên từng đợt sóng lớn giữa hư không. Quá mạnh. Thất bại như trong dự đoán của mọi người trước đó hoàn toàn không xảy ra, thực lực của Lâm Nhất đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Dù bị lấy đi bảo cốt, duệ khí của hắn vẫn không chút nào yếu bớt. Giữa không trung, mỗi một lần hai người giao đấu, dường như đều có 9 tiếng nổ lớn như sấm rền vang vọng, có cảm giác ngực như bị một cây búa tạ nện mạnh vào. Đây là quyền đánh thẳng vào da thịt, không một chút thủ đoạn, sự rung động đó không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Trên mặt nước, nam giới tử đã lui về sau chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, trong mắt bọn họ lộ rõ sự hoảng sợ và kinh ngạc tột độ. Lâm Nhất mạnh vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu Lâm Nhất thắng đế vũ, kết cục của bọn họ sẽ cực kỳ thê thảm, nghĩ đến đó liền cảm thấy không rét mà run. Răng rắc. Dưới lực va chạm kinh thiên động địa, biển lửa hoàn toàn bị xé rách, giữa không trung, hai bóng người bị đánh văng ra, bay ngược về sau như một tia chớp. Sắc mặt đế vũ cực kỳ khó coi, thực lực mà Lâm Nhất bày ra đã vượt ngoài dự liệu của hắn ra. Sau khi mất đi bảo cốt, dường như hắn càng mạnh hơn, việc này khiến hắn ta vô cùng kinh ngạc. Thậm chí hắn ta hoài nghi trong tay Lâm Nhất vẫn còn cất giấu át chủ bài cực lớn, việc này khiến hắn ta cực kỳ khó chịu. Đế vũ, ta cũng trả lại ngươi một kích. Ngay lúc này, Lâm Nhất khoác trên mình một bộ thanh sam, đứng lơ lửng giữa trời, tóc dài tung bay, giữa hai đầu lông mày bộc phát duệ khí đáng sợ. Kim Ô đang bay lượn trên vòm trời liền phóng thích ánh sáng vàng chói mắt, khiến cả bầu trời phía trên Thánh Tuyển Linh Trì được bao phủ bởi sắc vàng óng ánh và tươi đẹp. Ngân Hoàng thì dang rộng hai cánh, tựa như một vầng trăng bạc rơi xuống mặt hồ bao la. Cảnh tượng vô cùng sán lạn xuất hiện, Lâm Nhất đứng lặng giữa hư không, tóc dài đón gió nhảy múa, thanh sam bay phấp phới trong gió. Giờ khắc này, Kim Ô diễn thiên, Ngân Hoàng hóa địa, phong vân khuấy động, lửa giận ngập trời, cùng với một bầu nhiệt huyết bất diệt trong lòng Lâm Nhất, tất cả khiến thiên địa cũng phải run sợ, trời sao trở nên u ám. Dị tượng kinh thiên, sáng chói mà hoa lệ, làm rung động thế gian. Thiên, địa, đồng, tâm. Đợi đến khi dị tượng phát triển đến cực hạn, Lâm Nhất phát ra một tiếng giống rồi xông thẳng về phía đế vũ. Ầm ầm. Giờ phút này, khí tức khủng bố tràn ngập thế gian, trời sập xuống, đất sụt lún, nhật nguyệt vô quang, trời đất u ám.
Kim ô và ngân hoàng hóa thành hai chùm sáng duy nhất tồn tại giữa trời đất, mang theo ánh sáng vàng diễn hóa thành trời, và ánh bạc tượng trưng cho mặt đất mênh mông, thoáng chốc, tất cả hội tụ trong lòng bàn tay Lâm Nhất. Ầm. Năng lượng vô tận rót vào cơ thể Lâm Nhất, toàn thân hắn bắn ra ánh sáng chói mắt, tóc đen đón gió tung bay, lòng bàn tay hắn có khí lưu hỗn độn đang không ngừng chuyển động, trong hỗn độn, một luồng năng lượng hùng mạnh đang phập phồng, tựa như trái tim của một con cự thú thuở hồng hoang. Thịch, thịch, thịch. Mỗi một nhịp nảy lên của nó, vùng trời đất tại Thánh Tuyền Linh chỉ theo đó mà rung lắc dữ dội, khí tức khủng bố ngày càng trở nên nồng đậm. Đế Vũ cau chặt mày, giờ phút này, ưu thế song linh đồng tu của đối phương đã hiển lộ một cách rõ ràng. Trên thực tế, hắn ta không chỉ tu luyện một võ học thánh linh, nhưng những thứ đó cũng không phải song linh đồng tu. Song linh đồng tu chính là cùng lúc phóng thích hai đại thánh linh. Lấy hai đại thánh linh làm căn cơ, tiến tới dung hợp chúng để phóng xuất võ học thánh linh có phẩm cấp tương đương. Cần có thiên phú cực cao và lượng huyết khí không cách nào đong đếm được, hơn nữa còn phải đối mặt với nguy hiểm không tưởng, dù là yêu nghiệt siêu phàm cũng khó có thể làm được. Nhưng một khi luyện thành thì uy lực đương nhiên mạnh đến mức không cần phải bàn cãi. Dù vậy, cũng không phải không có khuyết điểm, hai đại thánh linh tiêu hao cực lớn. Võ học thánh linh bực này chỉ có thể thi triển được một lần trong một trận đấu mà thôi. Lại nói, thiên vấn quyền của đế vũ có thể thi triển đến hai lần, đạt đến cảnh giới cực hạn thậm chí có thể thi triển ba lần. Thiên vấn quyền. Sống chết trước mắt, không được phép nghĩ nhiều, sắc mặt đế vũ cực kỳ nghiêm túc, lại lần nữa vận dụng võ học thánh linh. Hơn trăm viên thiên thạch rực lửa xé rách hư không, đón nhận một quyền hỗn độn từ trong lòng bàn tay Lâm Nhất. Ầm, ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, vô số thiên thạch bị chấn vỡ, bắn ra bốn phương tám hướng. Răng rắc. Tình huống càng nghiêm trọng hơn đã xảy ra, một quyền này khiến thánh linh của đế vũ xuất hiện một vết rạn nhỏ. Một sợi lông rực lửa phát ra âm thanh hệt như kim loại vỡ vụn, thánh linh của hắn ta chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ với xu thế không cách nào ngăn cản nổi. Không bao lâu sau, thánh linh đã hoàn toàn vỡ nát, quyền của Lâm Nhất thế như trẻ tre lao đến. Nện thẳng vào ngực đế vũ. Âm, đế vũ bị đánh văng ra ngoài, khiến sóng nước dâng cao hơn 10 thước. Phụt. Máu tươi từ trong miệng đế vũ tuôn ra, sắc mặt hắn ta trông rất khó coi. Uy lực của thiên địa đồng tâm đã vượt ngoài tưởng tượng của hắn ta. Dù hắn ta đã thúc giục thiên vẫn quyền đến cực hạn nhưng vẫn không cách nào đỡ nổi một kích đỉnh phong của song linh, tồi khô lạp thủ, không thể nào cản nổi. Nếu không nhờ thần văn khắc ở ngực, e rằng một kích này có thể sẽ lấy mạng của hắn ta. Thánh linh bị hủy, uy áp trên người đế vũ đã hoàn toàn bị Lâm Nhất áp chế. Hắn di hình đổi vị trên mặt nước, dùng ý chí hỏa diễm tam phẩm để thúc giục một loại quyền pháp. Mỗi một quyền đánh ra đều cực kỳ hung mãnh, nhiều lần nhắm vào chỗ hiểm của Lâm Nhất. Lâm Nhất lại tựa như đang thong thả dạo chơi trong đó, mỗi một kích đánh tới, bất kể có mạnh đến mức nào thì hắn cũng có thể dễ dàng phá giải. Cùng với đó, hắn không ngừng ép sát về phía đối phương. Nhân lúc người bệnh, lấy mạng ngươi. Lâm Nhất biết đối phương vẫn còn nắm giữ một thánh linh khác, nhưng hắn không định để tên này có cơ hội thi triển võ học thánh linh đó. Thân hình hai người liên tục biến ảo trên mặt nước, thoáng cái, song phương đã đánh hơn 10 chiêu. Rõ ràng đế vũ sắp chống đỡ không nổi nữa, ánh sáng thần văn phát ra từ ngực hắn ta đã bắt đầu trở nên mờ nhạt. Không thể tiếp tục giằng co, nếu không, hắn ta ắt sẽ phải chết. Đế vũ lập tức thu nạp ý chí hỏa diễm đầy trời vào người mình, hai chân hắn ta dẫm mạnh lên mặt đất, hòng lao ra khỏi phạm vi thánh linh của Lâm Nhất bao phủ. Quay về. Lâm Nhất quát lên một tiếng, kim ô và ngân hoàng bắt đầu chuyển động trên thánh tuyển linh trì, thoáng cái đã hình thành một vòng xoáy mạnh mẽ. Ban đầu, vòng xoáy chỉ có hơn 10 mét. Nhưng chẳng mấy chốc nó đã lan ra vài trăm mét, phát ra tiếng nổ ầm ầm, đồng thời còn có ánh sáng màu vàng và màu bạc luân chuyển. Đế vũ vốn đang lao ra lại bị giật ngược lại, một lần nữa phải đối mặt với Lâm Nhất. Chết! Lâm Nhất khống chế hai đại thánh linh, năm ngón tay mở ra, kiếm uy thương long quanh quẩn tựa như vuốt rồng hung hăng chộp tới. Nếu bị một chảo này chộp trúng, trong tình huống không có thánh linh bảo hộ. Hiển nhiên đế vũ sẽ bị Lâm Nhất moi sống trái tim. Dùng đạo của người trả lại cho người. Xa xa, nhìn thấy cảnh này, mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ.
Có thể thấy được, Lâm Nhất là muốn báo mối thù đào đi Long Cốt, hắn muốn trả lại cả vốn lẫn lời nên đã ra tay moi lấy tim đối phương. Đến hay lắm, nhưng không ai ngờ, dù thân đang ở trong hiểm cảnh, nhưng Đế Vũ vẫn giống lên một tiếng. Hắn ta cũng không ngồi chờ chết, trái lại lấy công làm thủ, chủ động đánh về phía Lâm Nhất. Trên người hắn ta có ánh lửa rực cháy, bỗng chốc, ánh sáng vàng bắn ra, tiếp theo đó là tiếng rồng ngâm vang vọng khắp bốn phía. Ngay khoảnh khắc đó, ngọn lửa kia hóa thành một long ảnh màu vàng dài đến 10 trượng, uốn lượn quanh thân Đế Vũ, bất giác, Lâm Nhất cảm nhận được áp lực không nhỏ. Phá cho ta! Lâm Nhất phóng thích toàn bộ kiếm ý thông thiên, long uy vần quanh chảo càng trở nên sắc bén khôn cùng. 18 sợi long văn vàng tím đều hội tụ đến cánh tay hắn, hắn duỗi tay ra, cánh tay dường như biến thành chi rồng, sinh ra vảy rồng dày đặc. Hai người lao vào nhau, trong tiếng nổ kinh thiên, Đế Vũ bị đánh văng ra vài trăm mét. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai bù xù, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng chung quy lại không bị moi tim. Cảnh này vô cùng thảm thiết, khiến người xem hãi hùng khiếp vía, rất khó tưởng tượng sau khi Đế Vũ mất đi thánh linh mà vẫn có thể giằng co với Lâm Nhất lâu đến như vậy. Nội tình của hắn ta quá hùng hậu, mỗi một cảnh giới đều đặt căn cơ khủng bố, hao phí lượng tài nguyên mà người thường khó tưởng tượng nổi. Hắn ta tựa như một con thuyền cô độc giữa cơn bão, bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ tung tóe, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không chìm xuống. Nếu đổi lại là người khác, khoảnh khắc thánh linh vừa bị đánh tan, ắt sẽ chết ngay dưới một quyền của Lâm Nhất, tan thành cho bụi. Còn hắn ta thì vẫn đứng vững, Lâm Nhất phá không lao đến trước mặt Đế Vũ, liên tiếp đánh ra 9 quyền, mỗi một quyền đều mang theo nhật nguyệt chìm nổi. Sát chiêu nhật diệu thần quyền và nguyệt diệu thần quyền thay nhau xuất hiện trong 9 quyền kia. Đế Vũ liên tiếp ngăn cản 8 quyền, đến quyền thứ 9 thì hắn ta không cách nào ngăn nổi nữa, nên đã bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Phụt! Hắn ta lại phun thêm một ngụm máu tươi, ánh sáng thần văn trước ngực đã hoàn toàn mờ nhạt, sắc mặt mọi người vô cùng chấn động, phải biết, chỉ với lực phản chấn từ thần văn, Đế Vũ còn chưa ra chiêu mà đã đánh bại giới tử Ngự Phong, vậy mà bây giờ, khi đối mặt với Lâm Nhất, thần văn của hắn ta lại bị đấm nát. Phong thái vô địch trước kia cũng biến mất tăm, không còn sót lại chút gì. Đế Vũ xoay người vọt lên, hắn ta lau khô vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn Lâm Nhất cực kỳ sắc bén, tức giận nói, không ngờ bị đào lấy bảo cốt rồi mà ngươi vẫn có thể đột phá cảnh giới tại thời khắc sinh tử, trong cùng thế hệ, lại có người đủ khả năng ép ta đến mức này. Quả thật ta chưa từng nghĩ đến. Lâm Nhất thờ ơ nói, tự phế tu vi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha. Nghe vậy, Đế Vũ bật cười khoái trá, trầm ngâm nói, ngươi thật sự rất ngông cuồng, tuy nhiên, tầm nhìn của ta và ngươi không giống nhau. Ta hướng tới đại thế, mong muốn có thể quật khởi tại phương đại thế kia, bước lên đỉnh cao. Từ đầu đến cuối, đối thủ của ta vẫn là những yêu nghiệt thiên kiêu ở đại thế, là kỳ tài trên quân bảng. Tôn bảng, long bảng, còn ngươi? Ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi còn không đủ tư cách ngông cuồng trước mặt ta. Viêm Long chi tâm. Đế Vũ chợt quát một tiếng, ánh sáng thần văn ngay ngực hắn hoàn toàn vỡ vụn, bắn ra từng tia lửa màu vàng. Trước mắt bao người, tia lửa trở nên sáng chói mắt, ánh vàng lan tỏa bốn phía, rồi chợt hóa thành một cái đầu rồng điên cuồng gào thét. Bịch, bịch. Cùng với tiếng rồng ngâm, trái tim Đế Vũ nảy lên một cách kịch liệt. Ầm ầm. Thoáng chốc, âm thanh tim đập ngày càng dữ dội, rúng động như sấm rền, vang vọng lên tận 9 tầng mây. Khi nảy lên, trái tim Đế Vũ dường như đang phóng thích long nguyên cổ xưa, máu của hắn ta dần dần biến thành màu vàng kim óng ánh, hệt như dung nham nóng hôi hổi. Mắt hắn ta cũng hóa thành màu vàng, sắc bén như mắt rồng, bắn ra duệ khí. Ầm. Ánh sáng vàng nương theo khí tức thô bạo lan ra từ khắp cơ thể Đế Vũ, thân thể hắn ta bắt đầu phát sinh biến hóa, có vảy rồng hiện ra, có long uy gào thét. Dường như Đế Vũ đang đứng trước mặt mọi người là một viêm long đang sống sờ sờ vậy. Phụt! Âm thanh trái tim kia nảy lên quá mức đáng sợ, trên thánh tuyển linh trì, có rất nhiều nhân tài thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch, phải quỳ rạp trên mặt nước. Tim rồng! Không ngờ phía dưới thần văn lại phong ấn một trái tim viêm long. Giờ phút này, không chỉ phần đông nhân tài kiệt xuất ở thiên lộ bất ngờ, mà ngay cả các trưởng lão trên trời sao cũng kinh ngạc không thôi.
hắn lại có thể lấy được một trái tim Viêm Long. Khó trách hắn lại dám phóng mắt xa như vậy, muốn quật khởi ở phương đại thế kia. Thần Văn lại có thêm trái tim Viêm Long, yêu nghiệt siêu phàm bực này. Một khi trưởng thành ắt sẽ trở thành vô địch trong cùng thế hệ. Cũng khó nói, dù sao ở đại thế cũng có rất nhiều yêu nghiệt, muốn vô địch không dễ. Tuy nhiên, chỉ cần hắn không chết thì rất có thể trước 100 tuổi đã xông đến vương cảnh. Thần Văn cùng tim rồng, Lâm Nhất tiêu rồi. Chấm. Vốn dĩ trước đó, chúng trưởng lão thấy Lâm Nhất song linh đồng tu, đánh cho đế vũ không có lực phản kháng, bọn họ còn đang lo lắng liệu Lâm Nhất có thể lại giết một giới tử hay không. Nhưng giờ thì bọn họ đã không cần lo lắng nữa rồi, trái lại phải lo cho sống chết của Lâm Nhất. Một vài trưởng lão tông phái nhíu mày, họ rất thưởng thức thiên phú của Lâm Nhất, nhưng hắn lại quá mức cứng đầu, dù đối mặt với thánh tử cũng không có một chút ý định nhượng bộ. Không biết linh hoạt, người như vậy dù có là thiên tài thì khả năng chết vẫn rất lớn. Đế Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn ta mượn uy lực của tim rồng để phóng thích một thánh linh hoàn toàn mới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiển nhiên, đó là một con Viêm Long dài hơn 10 trượng, toàn thân rực lửa. Ầm. Khoảnh khắc Viêm Long lượn vòng quanh vòng trời, uy áp trên người Đế Vũ bắt đầu bộc phát như bão táp, thoáng cái đã đạt đến trình độ có thể sánh ngang với song linh của Lâm Nhất. Ý chí hỏa diễm tam phẩm, Viêm Long chi tâm, thánh linh Viêm Long, ba cái xếp chồng lên nhau, uy áp đột nhiên tăng vọt đến tình trạng khủng bố trước nay chưa từng có. Long Dương phá hiểu. Đế Vũ ngẩng đầu, quét mắt, trong đôi mắt màu vàng bắn ra hai cột sáng rực lửa, xuyên thủng hư không, quét ngang mà đi. Vèo. Lâm Nhất thôi thúc kim ô cửu biến, đôi cánh sau lưng dang rộng, nhanh chóng né tránh. Ầm ầm. Toàn bộ hư không nơi hắn vừa đứng dường như bị sụp đổ dưới ánh mắt rực lửa của Đế Vũ. Chỉ một ánh mắt mà đã mạnh đến mức như vậy, khiến người ta không nhịn được phải thét lên. Trong mắt Đế Vũ lóe lên tia kiêu ngạo, hắn ta gằn giọng nói, giờ đã biết vì sao ta lại đào lấy long cốt của ngươi rồi đúng không? Ngươi vốn không có tư cách có được kỳ vật như bảo cốt thương long, mà bản thân ngươi cũng không hoàn toàn khống chế được nó. Không ai có thể sống sót khi ta thi triển Viêm Long chi tâm. Lâm Nhất, đừng giãy giụa nữa. Ta rất tán thưởng ngươi, làm tôi tớ của ta, ta mang ngươi đi chinh chiến Côn Luân, ban cho ngươi vinh quang vô hạn. Nghĩ hay thật, ta muốn tim rồng của ngươi. Sắc mặt Lâm Nhất không đổi, trong mắt hắn lóe lên tia sắc bén, kiếm ý trên người vốn đã mạnh đến mức khiến người ta ngạt thở, vậy mà trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kiếm ý lại bắt đầu dâng trào. Ông, kiếm ý vù vù vang vọng 9 tầng trời. Chỉ trong một cái chớp mắt đã áp chế được tiếng đập của Viêm Long chi tâm. Một khắc sau, bội kiếm của tất cả nhân tài kiệt xuất tại Thánh Tuyển Linh chỉ đồng loạt vỡ vụn. Một luồng kiếm ý không tưởng từ vòm trời chút xuống, hóa thành ánh sao đầy trời, ánh sáng lóng lánh rơi lả tả trên mặt Thánh Tuyển Linh chỉ. Kiếm ý thông thiên, viên mãn đỉnh phong. Ngôi sao rơi xuống, mưa gió vần vũ. Lâm Nhất đứng sừng sững giữa không trung, cả người tỏa ra kiếm quang sáng lấp lánh. Dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể khiến cả bầu trời chấn động. Khí thế sắc bén ấy làm cho người ta cảm thấy khủng bố, trông hắn cứ như một vị trích tiên lóa mắt hơn người giáng xuống trần gian. Kiếm ý thông thiên đại viên mãn. Sao hắn có thể làm được vậy? Chẳng phải mới chỉ là thiên phách tầng 5 thôi à? Trời đất ơi, rốt cuộc thì Lâm Nhất kia đã làm thế nào vậy? Bất ngờ thật luôn. Ngay cả Tinh Quân cũng khó mà hiểu được kiếm ý thông thiên. Nhưng Lâm Nhất lại tu luyện tới đại viên mãn khi mới chỉ ở cảnh giới thông thiên. Điều này quả thật khó tin, khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Với kiếm uy khủng khiếp sau khi thiên nhân hợp nhất tỏa ra từ trên người Lâm Nhất, người trong cùng cảnh giới quả thật chỉ nhỏ bé như một con kiến ở trước mặt hắn. Hắn như một vị vua của các loại kiếm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra quyền uy khủng bố, một ánh mắt cũng đủ để khiến cho người ta phải quỳ rạp xuống không đứng lên nổi. Yêu nghiệt. Đây mới là yêu nghiệt thật sự. Dưới bầu trời, con người của các trưởng lão thuộc những tông môn siêu cấp kia như muốn rớt ra ngoài. Đế Vũ đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn Lâm Nhất cả người tỏa ra kiếm uy khủng bố dưới vô vàn ánh sao thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ban đầu, hắn ta tưởng rằng sau khi lấy ra trái tim Viêm Long là có thể đè bẹp đối phương một cách dễ dàng. Ai ngờ, Lâm Nhất kia thế mà vẫn còn giấu một con át chủ bài như vậy. Khốn thật,
kiếm ý thông thiên đại viên mãn thì sao? Ở trước mặt ta thì cũng chỉ có chết mà thôi. Vẻ mặt Đế Vũ lạnh lẽo, cả người lập tức bùng lên một ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Hắn ta thi triển ý chí võ đạo đến cực hạn, liều mạng đốt cháy sức mạnh của trái tim Viêm Long, một cơn lốc uy áp Viêm Long cực kỳ khủng bố chợt bùng nổ rồi xuyên thủng không trung. Cơn giận của Viêm Long. Hai tay hắn ta kết ấn rồi đẩy mạnh về phía trước, những con Viêm Long trên trời lập tức nổi giận gầm lên một tiếng với hư không. Một ngọn lửa khủng bố được phun ra từ trong miệng chúng rồi thoáng chốc đánh thẳng về phía Lâm Nhất. Ầm. Ngọn lửa ngang ngửa Long Viêm kia cuồn cuộn ập tới trước mặt Lâm Nhất. Chỉ thấy giữa biển lửa ấy, đôi cánh kim ô trên lưng Lâm Nhất lập tức tỏa sáng. Bóng người của hắn thoáng chốc dịch chuyển, nơi nơi đều là tàn ảnh, tốc độ ấy nhanh đến nỗi khiến người ta không tài nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Ầm, ầm, ầm. Vô số tia lửa nổ tung, bóng người cũng biến mất, hơn 1000 tàn ảnh thoáng chốc chỉ còn lại chân thân. Ánh mắt của mọi người không kiềm được đổ dồn về phía Lâm Nhất, chỉ thấy có vô vàn kiếm thế đang điên cuồng tụ tập lại trên người hắn giống như từng luồng uy áp của đất trời. Vì vậy, kiếm thế của hắn càng trở nên khủng bố và vẫn đang điên cuồng mạnh lên, còn cộng hưởng với đất trời dưới sự đàn áp của uy áp Viêm Long. Vẻ mặt Đế Vũ lạnh lẽo như băng, trái tim Viêm Long tỏa ra ánh sáng chói mắt, không gian xung quanh biến đổi, phát ra một tiếng gầm trầm đục. Con ngươi vàng óng của hắn ta phảng phất như mắt rồng, có thể xuyên thủng hư không. Khoảnh khắc ấy, hắn ta giơ tay lên, lòng bàn tay hiện lên một dấu ấn tỏa ra uy áp khủng bố của tinh quân. Sau khi Đế Vũ đánh một chưởng ấy ra, tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh, ánh lửa dập trời, sức mạnh của nó không ngừng đè ép xuống, nơi đi ngang qua, không gian lập tức sụp đổ như dạ. Nhưng đây chỉ là dị tượng, không gian vẫn chưa sụp thật. Có điều, nó cũng đủ để lừa gạt, tạo một áp lực lớn cho Lâm Nhất. Hơn nữa, rõ ràng một chiêu kia của Đế Vũ đã sử dụng bí thuật nào đó, vì sức mạnh của nó hoàn toàn mạnh hơn cảnh giới hiện nay của hắn ta. Đế Long Ấn. Dưới vòng trời, ánh mắt của các trưởng lão thuộc những tông môn siêu cấp lập tức lóe lên vẻ sắc bén. Đế Long Ấn có tiếng cực kỳ khủng bố ở Đại Thế Côn Luân. Nó là bí thuật của Long tộc và phổ biến rất rộng rãi. Nếu không có huyết mạch của Long tộc, muốn tu luyện thành công quả thật khó như lên trời. Đế Vũ chỉ dựa vào một trái tim của rồng mà đã tu luyện được bí thuật ấy thì quả là hiếm thấy. Sau khi Đế Long Ấn được thi triển, nó khiến người ta cảm thấy như không gian bị xoắn chặt rồi sụp xuống, sâu bên trong hoàn toàn bị khóa kín. Thế tấn công của hắn ta lại điên cuồng mở rộng, vô số ngọn lửa tụ tập lại thành lốc xoáy đan xen khắp nơi, sau đó cuồn cuộn xông về phía Lâm Nhất. Thanh tiêu tại thụ, tử diên hoa khai. Nhưng Lâm Nhất ở trong trận lại chẳng chút để ý, hắn dùng dị tượng do hai kiếm quyết biến thành che phủ trời đất. Cơn lốc lửa xông tới còn chưa đến gần đã bị kiếm quang do hắn thi triển chém thành cát bụi. Phong mang sắc bén thật. Mọi người thấy Lâm Nhất vẫn bình chân như vậy, còn bộc lộ ra phong mang sắc bén cùng kiếm ý thông thiên đại viên mãn tràn ngập khí thế dưới sự bảo phủ của Đế Long Ấn. Riêng Đế Vũ lại hết sức bình tĩnh. Con người lập lòe, tin rằng mình chắc chắn sẽ thắng. Đây cũng không phải do Đế Vũ ngạo mạn, mà là mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát của hắn ta vì sơ hở của Lâm Nhất khá là rõ. Giết! Hắn ta thả người xông tới, mở bàn tay ra, Đế Long Ấn điên cuồng bùng nổ. Âm, 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 thoáng chốc có vô số ánh sáng che trời lấp đất bắn ra từ lòng bàn tay Đế Vũ. Cả đất trời như bị hắn ta nắm trong lòng bàn tay. Lâm Nhất lập tức cảm nhận được một áp lực cực lớn. Cơ thể đối phương thoáng chốc phóng to lên trong mắt hắn, còn hắn lại trở nên vô cùng nhỏ bé dưới một chưởng kia. Đế Vũ giống như một vị vua giáng thế, long uy cuồn cuộn, kiêu căng ngạo mạn, coi rẻ tất cả mọi người có mặt ở đây. Rắc, rắc, rắc. Dưới sự đàn áp của một chưởng kia, kiếm ý thông thiên đại viên mãn thế mà lại xuất hiện những cái khe. Điều này quả thật khó tin. Dù cảnh hiện tại của Lâm Nhất không được cao, chưa thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh của nó. Nhưng kiếm thế ấy cũng không nên xuất hiện vết nứt dưới đòn tấn công của Đế Long Ấn. Đế Vũ quả thật rất mạnh, song vẫn chưa khủng bố đến mức như vậy. Đây là điều mà mọi kiếm khách đều cảm thấy khó hiểu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 143.